así, bueno. Aló. Caray. Cảm ơn quý vị. Hôm nay em học một chút xíu và mình ôn một chút xíu cái chương một pháp. Mình ôn một chút xíu. Bữa hổm mình đã học xong cái phần gọi là sáu cái tùy niệm. Sáu tùy niệm thì ở đây có bảy chữ, ở đây có bảy chữ mà chúng ta bắt buộc phải biết, bởi vì pháp môn niệm Phật mà. Pháp môn niệm Phật là Đức Phật, hay viết chữ vô Đức Phật đã dùng bảy chữ sau đây để hướng dẫn ta tu phép niệm Phật. Nhớ nha, chứ không phải là rồi. Thứ nhất là cái lời dạy của Thế Tôn ấy, lời dạy của tôi e cầm thanh niên e cầm thanh niên đi đại nhé. Ekanta nếp bida dạ là ngài dạy ta con đường hướng đến cái sự nhàm chán tuyệt đối, tuyệt đối. Đối với tam giới, cái Phật dạy mình tại sao có chữ tuyệt đối, là bởi vì là ngoại trừ vị chánh đẳng giác ra nó thì không có một cái sự hướng dẫn nào trên đời này mà nhắm đến cái sự nhàm chán tuyệt đối hết đó. Là sao? Là thí dụ như ông A Tư Đà là cái người mà đắc cái tầng thiền cao nhất, tức là cái tầng gọi là phi tưởng, phi tưởng thì có nghĩa là ông kêu gọi chúng ta khi các ai học đạo với ông thì ông dạy là nhàm chán ngũ dục, nhàm chán các cái hình thức vật chất, chán dục, chán thiền, sắc giới, chán hư không, vô biên thức, vô biên vô sở hữu xứ. Nhưng mà cũng còn đối với ổng cái cung cánh cao nhất vẫn là phi tưởng, phi tưởng, vì ổng không có thể biết cái gì nó trên cái đó nữa. Cho nên cái sự nhàm chán sanh tử, cái sự nhàm chán sinh tử ở người mà chính cái thiền vô sắc á, cũng còn cái giới hạn trong trong cái tầng phi tưởng, phi phi tưởng. Như Phật độc giác á, thì dứt hẳn tham ái, nhưng không có thuyết giảng cho ai biết điều đó. Khổ vậy đó. Nhớ nha, chỉ tham ái đúng, nhưng mà khổ chứ là ngàn có giảng cả hết. Ở đây là chỉ có vị chánh đẳng giác chứng và giảng, chứng và giảng. Cho nên cái chuyện cái niệm Phật đầu tiên là mình niệm mấy hồng danh đúng, nhưng mà ở đây trong chú giải có người có xác định là ý tí phát cơ qua ý mê hí sắp tại hí ba đê hí bút tha nú sắp tí cầm mắt tha nó sẽ quanh năng cả thề sĩ. Tức là Đức Phật đã dùng bảy cái chữ này, đã dùng bảy cái chữ này để mà gì giải thích về cái đề mục niệm Phật. Cái đề mục thứ nhất á, gọi là cái chữ thứ nhất là Ekantanipidai á, tức là ngày dạy ta cái con đường nó sẽ dán tuyệt đối đối với tam giới. Cái thứ hai là Viragaya, Viragaya
Ngài dạy ta con đường lìa xa ái nhiễm, tức là tham ái đó, tức tham ái, nhớ nha. Rồi rồi cái số 3 nữa là Niro Đà Giá, Niro Đà Giá, ngài dạy cái con đường, con đường dẫn đến cái sự tịch diệt tất cả phiền não. Rồi Upasamaya, Upasamaya, ngài dạy cái con đường mà dẫn đến cái sự an tĩnh nội tâm. Rồi Aphinnya giá, Aphinnya giá, ngài dạy cái con đường mà dẫn đến cái sự liễu tri tam tướng, liễu tri tam tướng. Rồi Sambodaha giá, Sambodaha, ngài dạy trường dẫn đến cái sự liễu tri tự đế. Rồi cái gì nữa ta, Nibbana giá, Nibbana, thầy phải ghi thêm cái nữa, tức sự chứng ngộ hữu dư y niết bàn. Còn cái cùng là niết ba na giá, ngài dạy cái con đường dẫn đến sự viên tịch tức vô dư y niết bàn. Cái cao là 7 cái nha. Tất cả các là e cầm ta nít đi đà giá vi đà gà giá ni ru thà giá út bá sa mà giá a phi nhà sam bù thà giá nít bà nà giá. Đây là có 7 chữ, 7 chữ nhớ nha, tức là mình niệm chín hồng danh đúng rồi trúng, nhưng mà cũng phải biết mấy cái này, tức là phải biết cái bởi vì phải nói là chín cái hồng danh kia đó là những cái khía cạnh tương đối của ân Đức Phật, và bảy cái chữ này á là cái khía cạnh tuyệt đối trong cái ân Đức Phật, nhớ nha. Ân Đức Phật. Rồi sáng học rồi cho biết. Trong đây mới giải thích thêm. Thế nào là niệm Phật mà có thể dẫn đến giải thoát? Đó là cái sự kết hợp với tứ niệm xứ theo cách sau đây. Bữa nay tôi giảng chậm là dậm chậm lên nha, thì cách đây. Trước hết hả, tôi giảng cái này nó hay 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 hay, tôi vừa giảng tôi vừa viết chậm nhưng mà con ráng nghe. Trước hết hành giả, trước hết hành giả sao ta, suy tưởng ân đức của Phật theo chính hồng danh và bảy khía cạnh như vừa kể trên.
Ngay sau đó hành giả xét rằng cái tâm biết cái cảnh Phật ân là Đức Phật á, tâm là biết cảnh Phật ân á, chính là thức quẩn. Wow, chính là thức quẩn nha. Cảm giác đi cùng cái tâm ấy là thọ quẩn. Sự suy tưởng theo trí văn ấy chính là tưởng quẩn, nhớ nha. Chỗ này nè, trí tưởng quẩn. Ngoài thọ và tưởng quẩn ra, các khía cạnh tâm lý còn lại mở hoặc đơn, như tuệ nè, rồi chánh niệm này, định này, rồi hỷ nè, rồi xúc nè, tác ý nè, tư nè, chấm 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 chấm, đều là hành quẩn. Đúng chưa? Tức là thọ tưởng hành thức là bốn cái ha. Ok, thọ tưởng hành thức, đúng rồi cái. Hành giả xét thêm rằng cả bốn danh quẩn này đều phải nương sắc ý vật mà có. Tức phải nương vào cái tấm, nói nôm na đi ha, tấm thân. Tấm thân này ta mới có tâm thức để gì, để niệm Phật. Đó là nói nôm na. Xong chưa? Rồi. Tổng cộng lại là năm quẩn. Năm quẩn ấy đều là khổ đế. Sự đam mê trong năm quẩn là tập đế. Sự vắng mặt của tập đế là diệt đế. Sự vắng mặt của tập thể là gì đấy? Hành trình nhận thức mở ông đơn bát trà nam nè để dẫn đến diệt đế chính là đạo đế. Xong chưa? Nếu mà hành giả đủ duyên ba la mật á, thì đến chỗ này đã có thể lập tức chứng thánh.
Đó. À, đối với các đề mục tùy niệm còn lại cũng cần được hiểu theo cái cách này. Hôm nay vô cùng thiệt thòi mất mát và bất hạnh cho cái người nào không có dự cái giờ giảng này. À, tức là niệm Phật, nếu mà mình cứ cắm đầu mình cãi nhau không đó, thì mình phải nói là niệm Phật, chỉ riêng niệm Phật thì không thể đắc đạo, đúng. Chỉ riêng niệm Phật thì không thể đắc, đúng, nhưng mà kết hợp là đắc nha, nhớ nha, thì không đắc đạo. Nhưng nếu biết kết hợp với bốn niệm xứ hả, với bốn niệm xứ thì tuyệt đối có thể, nhớ nha, cái này quan trọng lắm nha. Rồi mà kết hợp kiểu nào, đã nói rồi, đã giảng rồi, đã giảng rồi. Mà cái này là trong chú giải nói nha, cái này chú giải nói. Mà nó lạ một chỗ mấy cái bữa mà kia đó thì bà con trích dẫn Bali rồi sang đó, mà bữa nay tự nhiên cái bà con không ai thèm trích dẫn cái đoạn đó. Cái đoạn đó là nó từ cái chỗ nào, tên chỗ từ chú Giá Đa đó, Giá Đa Pani Sát Bút Tha Nút Sát Tinh, nó từ cái chỗ đó, chỗ Giá Đa Pani Sát Bút Tha Nút Sát Tinh. Nhớ cái đó, nhớ cái đó, nhớ cái đó, cái đó cái quan trọng. Rồi bây giờ hôm bữa mình đã niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, đúng rồi, niệm Tăng rồi, bữa bữa mình niệm Tăng rồi, bây giờ mình niệm Thí Giới Thiên. Niệm Thí là sao ta? Bút Tha Nút Sát Tí hả? Bút Tha Nút Sát Tí là niệm Phật hả? Thâm Ma Nút Sát Tí là niệm niệm Pháp. Rồi cái Sang Ca Ha Nút Sát Tí là niệm Tăng. Rồi cái niệm thí là Cha Ga Nút Sát Tí là niệm thí, là sao ta? Cha Ga ở đây đó, nó ghê lắm. Cha Ga đó, cái Đà Ná đó hả? Cái Đà Ná, Đà Ná cũng là cho. Đều là bố thí. Nhưng cha gác nhấn mạnh cái ý nghĩa là buông bỏ, như Maha Parikh cha gác, tức là cái phép đại thí của Bồ Tát Chánh Đẳng Giác. Wow, nhớ nha, như Maha Parikh Chaga là pháp đại thí, gồm có gì? Gồm gồm tánh mạng, ngai vàng, vợ con, và tứ chi. Nhớ nha, 1 2 3 4 5, trúng rồi, trúng, nhớ cái đó. Phải nhớ cái chỗ đó. Đó gọi là niệm 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 thí là niệm sao ta? Các vị còn nhớ hai cái kiểu bố thí không? Bố thí kiểu thả diều và kiểu thả chim. Bố thí mà còn cầu công đức để mà sanh về cõi này cõi kia, được cái này cái nọ, là bố thí cái kiểu thả diều. Có nghĩa là mình thả buông ra, nhưng mà mình còn có cái sợi dây, cái sợi dây mình chằng 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 lại. Còn bố thí kiểu thả chim á, có nghĩa là mình buông nó ra, con chim nó bay đi đâu, mình coi như mình với con chim nó là coi như là kiếp này không còn cái gọi là coi như ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhớ nha, mình với con chim là ân đoạn nghĩa tuyệt.
buông của diêm ra rồi là nó đi đâu phần nó, còn ta coi như là quên mất, thì ta không thể nào mà ta về mà ta còn tơ tưởng một cái con chim mà chính mình đã thả nó bay mất, cái chỉ trừ ra cái người khùng thôi nha. Còn nếu mà anh thương nó quá thì anh nhốt trong lòng của anh đem anh nướng anh ăn thịt nó, thí dụ như vậy, chứ không ai mà đi thả rồi mà tối lo biết giờ chim đi đâu. À, cái chị nó không có. À, buông nó ra thì mình đã biết là hết rồi. Còn cái con cái thả diều là khác à. Thả diều đó là khi mà mình rê nó theo gió rồi cho nó bốc lên cao vậy đó, rồi mình chơi cho đã đời, ngó mỏi cổ kéo mỏi tay, xong rồi cái tình nó nắng mà tắt gió lạnh ba má kêu về ăn cơm, cái là mình bèn thu dây đó, mình bèn thu gì mình thu dây mình xếp diều đem về cắt, bữa nào đó vẫn vẫn kéo ra chơi tiếp. À, cái đó gọi là thả diều nha. Thì bố thí cái kiểu thả diều là có nghĩa là mình buông ra nhưng mà mình còn có cái lòng tơ tưởng đến cái chuyện đó, mà với cái mục đích, mục đích đó là cầu cái công đức hữu lậu sanh tử. Còn bố thí cái kiểu thả chim đó là sao, là đã trao ra rồi nó lòng đó là đồ đã cho đi không mong nhận lại bao giờ đó, cái đó nó là bố thí kiểu thả chim. Cái chữ trong tiếng Mỹ mình thấy nó có hai cái chữ, chữ giving. À, giving là cho, là cho ra. À, còn cái giving up đó có nghĩa là buông luôn, biết bà con nhớ chữ này không ta? Giving up tức là buông bỏ. À, hai cái nó khác nhau, một cái giving tức là cho ra thôi. À, còn cái giving up thì cái chữ chai ra đó là giving up nha. Là cho ra tức là nó buông luôn á, buông luôn đó. Và nhớ cái chữ này nó quan trọng cực kỳ. Thì niệm thí là niệm sao? Niệm thí có nghĩa là người nghèo hoàn toàn có thể tu tập đề mục này bằng cách, nhớ nha, bằng cách gì ta? Bằng cách tự xét mình có thể tùy khả năng mở rộng bàn tay. Đó, cái người nghèo hoàn toàn có thể tu tập đề mục này bằng cách tự xét mình. Ví dụ như bây giờ ở trong kinh Đức Phật ngày dạy, cái này kinh nha, kinh Đạng ngày dạy rằng một vị tỳ kheo hoàn toàn có thể tu cái hành bố thí với cái bình bát khất thực của mình. Wow, nhớ nha. Một tỷ kheo thanh tịnh ha, không tiền bạc nhà đất nha, tài sản nói chung không, có thể tu cái hạnh bố thí bằng đồ ăn khất thực trong cái bình bát của mình, qua cái sự chia sẻ với thầy bạn. Wow, yeah. Nhớ cái đó. Một tỷ kheo thanh tịnh không tiền bạc nhà đất tài sản nói chung, có thể tu cái hạnh bố thí bằng cái đồ ăn khất thực mà trong bình bát của mình qua cái sự chia sẻ với thầy bạn. Đấy, các vị đừng có coi thường, các vị nghĩ ôi xá gì ba cái đồ rẻ tiền mà trong cái bình bát mà rẻ thiệt, nguyên bình bát đó là mình nếu mình đổi thì Việt Nam tôi nghĩ chắc nếu mà đầy vừa bánh mì vừa tàu hũ vừa gạo sống vừa chao tương vừa chuối trái cây thì chắc trị giá của nó khoảng chừng chắc tầm tầm chừng 100.000 Việt Nam thôi, đó là maximum đó. Tối đa là tôi nghĩ chắc chừng 100.000 Việt Nam nha, thì cái đó đâu có đáng gì, nhưng mà không, cái này nó không phải là cái giá trị vật chất của những cái món trong bữa ăn, mà cái khó cái ở đây, cái giá trị ở đây là gì, đó là gia tài tôi có bao nhiêu đây thôi nha. Nhưng mà tôi thấy cái ông kia ông bệnh nó không có đi được, thế là tôi về tôi chia lại với ổng một nắm xôi mà mỗi người ăn nửa, ăn một nửa, cái bị nghĩ thì sao, một khúc bánh mì có một gang tay thôi mà ổng không đi bát được, bữa đó trời mưa ổng bị sưng cái chân, ổng bị cảm, tôi về tôi bẻ ông nửa ổ trái chuối nửa, ổ bánh mì nửa, nắm xôi một nửa, hũ chao một nửa, cái vị rồi cơm trắng cơm tẻ gì đó ổng nửa chén tôi nửa chén, thì tôi không biết quý vị có thấy đó là bố thí hay không,
Chứ tôi thấy cái đó là đại thí chứ không phải là bố thí. Bởi vì sao? Vì các vị biết mà đi bộ nó đói dữ lắm, mà bây giờ nghĩ sao mà về chia cho cái ông kia một nửa, thì các vị nghĩ nếu mà cái sát phàm mà làm có nổi đâu nha. Rồi chưa kể là có những bữa mình đi bán về, mình ngồi kế bên một cái ông sư già mà răng rụng, thì mình ngó để mình bác cho mình có những cái mà cái người không có răng mà ăn được, bèn là nhường ổng cái miếng mềm mềm nó cho ổng ăn. Cái vị nghĩ sao? Cái đó có phải bố thí không? Tôi nghi ngờ đó là bố thí đó, nha, mà đại thí đó nha. Cho nên cái hạnh này tùy niệm thí là sao? Tùy niệm thí có nghĩa là tự xét rằng mình đây hoàn toàn có thể tùy khả năng mà chia sẻ cho người khác với một cái bàn tay rộng mở, không tiếc nuối, và đối tượng thì không có phân biệt nha. Thì với cái cảnh, với cái mọi khi mà suy tưởng như vậy đó, thì dầu mình nghèo cách mấy đi nữa mình vẫn có thể tu cái hạnh này nha. Tôi nhắc lại, tùy niệm thí ở đây, niệm thí này có nghĩa là ngồi xếp bằng thẳng lưng và suy tư như sau. À, bây giờ ta hoàn toàn có thể chia sẻ mọi vật chất cho người khác theo khả năng của ta, tôi không có tiếc. Cái gì mà ta giữ lại chẳng qua đó là vì hai lý do. Ta chỉ giữ lại vật chất để cho mình vì một trong hai lý do sau đây. Wow, một đó là ta đang có nhu cầu sử dụng, không phải có ý tích lũy. Rồi cái số 2, trước mắt chưa có đối tượng để ta trao ra. Đó, hành giả xét thấy như vậy, hành giả xét thấy như vậy, ta chỉ giữ lại vật chất cho mình vì một trong hai lý do sau đây. Một là ta đang có nhu cầu sử dụng, không phải cố ý tích lũy. Đó, phải tự hành giả tự thấy như vậy, ta đang có nhu cầu sử dụng chứ không phải là cố ý tích lũy. Số 2 là hành giả thấy rằng trước mắt ta chưa có đối tượng để ta trao ra, thiếu ha, trao ra nha. Chứ không phải là ta kẹo nha. Tự hành giả phải hiểu cái đó thì cái nó gọi là tùy niệm thí nha. Và tôi nhắc lại lần nữa, tại sao hồi nãy tôi nói nhiều về vị tỳ kheo, là bởi vì tôi lựa cái người mà coi như là cùng đinh, gọi là nghèo mẹt đó, chứ còn mà dù sao ông quý vị cư sĩ cũng đỡ hơn một cái vị tỳ kheo trong sạch nha. Tôi đang nói là trong sạch nha, vì nó hoàn toàn chỉ có một cái tài sản, chỉ có bình bát, cái bình bát mỗi ngày thôi nha. Thì vì nó còn tùy niệm thí được thì xá gì kể chi mà quý vị là người cư sĩ nha. Cho nên tùy niệm thí là vậy, tức là hành giả ngồi thẳng lưng và suy niệm một cách hoan hỷ như sau: ta bây giờ hình như ta không có gì ta tiếc hết, những gì mà ta đang giữ đây nó chỉ có một trong hai lý do. Một là ta đang giữ cái món này vì ta đang có nhu cầu sử dụng đó, thí dụ áo quần, rồi đây đây là cái nồi cơm mà ta đang có nhu cầu sử dụng nha. Thứ hai, hiện giờ chỉ cần có ai đó có nhu cầu bước tới một cái là ta cho liền nha. Nhưng mà hiện giờ thì không, hiện giờ thì không có thôi, nhưng mà ta tự lòng ta biết nha là ta không có tiếc. Ta không có tiếc, đó là tiền niệm thí. Ngồi nghĩ như vậy, dầu từ sáng tới chiều ngồi nghĩ như vậy cũng vui, nghĩ rằng tôi không tiếc, tôi sẽ tùy sức mà tôi trao ra, tôi không phải là người bỏng sẻn, tôi không phải là người bỏng sẻn. Nhớ như vậy đó gọi là tiền niệm thí. Còn niệm giới là sao? Sila-nu-sati là niệm giới. Là hành giả ngồi tự xét lại giới hạnh của mình giới cư sĩ hoặc là giới xuất gia để thấy có chỗ nào bị hỏng hay không.
chỉ người nào không phạm giới mới có thể tu tập đề mục này. Cái đề mục này nó hơi khó tu rồi nha. Cái đề mục hành xả, đề mục bố thí đó, chỉ cần không phải người bủn xỉn thì tu được rồi. À, riêng về cái đề mục niệm giới đó thì có lẽ là khó khăn nhất trong sáu đề mục tùy niệm. Các vị có hiểu không ta? Alo, các vị có hiểu được không ta? Đề mục niệm giới có lẽ là đề mục khó khăn nhất trong sáu cái đề mục tùy niệm. Là vì sao? Vì những cái đề mục kia đó, mình có bê bối cỡ nào mình cũng có thể tu được. À, ít nhiều không, ít nhiều, nhưng mà riêng cái ông mà đề mục giới này, ông là rất là khó tu, là bởi vì chỉ duy nhất một hạng người trên cuộc đời này tu được cái đề mục này thôi. Duy nhất một người, duy nhất trên toàn vũ trụ chỉ có một hạng người duy nhất, đó là cái người mà coi như là có giới hạnh thanh tịnh nha. Chứ còn mà cái giới hạnh đen mà nó có trục trặc, nó có vấn đề đó, là coi như bản thân tôi mà kêu tôi niệm giới là chỉ có chết thôi nha. Cho nên đó là nhớ cái chỗ này, có nghĩa là không có dễ đâu nha. Nó đó là trong đây có kể là ác khanh đó, ta đi ác khanh đá, có nghĩa là nó không có bể vụn, còn a đi là vân vân, ác khanh cũng vân vân là sao, không bể vụn, không lấm lem, không trầy xước, không sức mẻ. Ở trong được kể rõ như vậy đó, không có bể vụn, không trầy xước, không lấm lem, không sức mẻ, không có bị là lợn cận, không có bị lấn cấn, không có bị trục trặc, không có bị vấn đề, không có nằm ở trong cái diện là nghi ngờ. Giới mà phạm hẳn thôi là đức giới, hoại giới, nhưng mà cũng có hợp giới lấm lem, có nghĩa là sao, là nó chưa có đủ chi. Thì như lẽ ra đó là nó phải hội đủ năm chi tám chi mà đằng này nó mới đủ. Tôi ví dụ như bây giờ sát sanh, mình biết chính xác đó là con rắn, con chuột, con gián, con kiến, biết chính xác luôn, kiến nó đang còn sống, và mình lấy nước sôi, mình lấy lửa, mình lấy cây, mình tấn công nó, lấy vật bén vật nhọn để tấn công nó, thì đó gọi là phạm là cái chắc. Nhưng nó có trường hợp gì là mình coi như mình tạt cái nước sôi, lúc mình tạt thì mình là biến thành như cái chỗ đàng hoàng này, mình tạt đại vậy đó. Thí dụ như mình tạt đại như vậy, mình đạt lúc mình tạm mình kịp nhớ là có thể có con gì mà đó không ta, nhưng mà mình thực kệ chứ không có đâu. Nhưng mà sau khi đạt xong đó, thì mình mới lòng áy náy rây rứt không yên, bởi vì mình biết cái chỗ đó là chỗ mình hay bỏ thức ăn. Cho nên làm gì mà không có mối kiến rồi chuột bọ, làm gì không có, chắc chắn luôn, 99%. Nhưng có điều nếu mình tính ra phạm thì không phải lúc mình tạc mình không có nghĩ nhiều như vậy nha, mình không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng mà lúc mình tạc xong là lòng áy náy không yên, thì trường hợp đó được gọi là cái giới nó bị lấm nhờ, có nghĩa là không có 100% là mình cố ý mình phạm nha. Còn có trường hợp 100%, ví dụ như giới về thì ví dụ như mình đi ra đường mình gặp có một cái món đồ mà mình lậm trên đường hoặc trên xe cộ rồi đó, một cái món thấy cũng hay hay, cái này cũng đắt tiền, thay vì mình đem giao cảnh sát, hoặc thay vì mình làm lơ đi, đằng này mình lại lậm bỏ túi để về là cũng mới yên. Còn trường hợp như là có những giới, như thí dụ như giới về nam nữ thì mình phạm hay không mình biết, nó không thể nào lắm nhơ được, một là phạm, hai là không nha. Chứ không thể nào mà có cái vụ mà phạm rồi mà nghi nghi là không có. Cho nên cái niệm giới này nó hơi khó. Niệm giới này trên vũ trụ này chỉ có một hạng người duy nhất có thể tu được đề mục này, đó là người mà có như giới được như pha lê. Còn riêng các cái đề mục kia ai tu cũng được nha. Rồi, cái này nó hơi mệt rồi. Bây giờ rất là tiếp theo niệm thí, niệm giới, niệm thiên. Niệm thiên này nó cũng khó. Đề mục niệm thiên cũng khó khăn gần gần thôi, gần giống như đề mục niệm giới. Hành giả ngồi yên
Xét rõ mình có đủ những đức lành để có thể cộng trú với chư thiên cõi dục hay không? Hành giả xét thấy mình không phạm thập ác, có thập ác và đầy đủ thập thiện, thì tin chắc mình có thể cộng sinh cộng trú với chư thiên. Nhớ nha. Cộng sinh cộng trú với chư thiên, trong đây gọi là Sakkithani, đúng là Sakkithani là cái khả năng á. Nhớ nha, cái khả năng á nha, cái sự Sakkhi là khả năng á. Tức là mình đặt mình vào cái khả năng. Tháp Đề Toa ở đây không, nó có nhiều nghĩa. Tháp Đề Toa là ngoại trừ, nhưng mà nó cũng có nghĩa là đặt vào nha, mình đặt mình vào. Sakkithani, đặt mình vào cái vị trí của một vị trời và xét thấy mình, cái này biết lớn lên, có cái khả năng sinh thiên. Nhớ nha, phải coi suốt ngày mà một đề mục này cũng có người với tôi, một đề mục này một ngày thôi, cứ ngồi thẳng lưng để suy xét mình có phải người bỏng sẻn hay không. Không, mình là người bố thí. Mình có phải là người phá giới hay không? Không, mình là người có giới. Bố thí thì rồi tới tới tới, tới thiền định. Mình có phải là người tu tập chỉ quán hay không? Có, mình đang tu với trùm xứ phục vụ. Mình có phải là người sẵn sàng phục vụ hay không? Có ai nhờ cậy tay chân mình giúp hay không? Có, mình rất là siêng. Thuyết pháp, mình có phải là người sẵn sàng chia sẻ kiến thức giáo lý cho người khác hay không? Ok, có. Rồi thính pháp, mình có phải là người sẵn sàng ưa thích học hỏi và lắng nghe giáo pháp hay không? Có, mình rất là hiếu học, rất là hiếu mến đạo. Rồi hồi hướng, mình có thường xuyên ghi nhớ để mà chia sẻ đức lành đến tất cả chúng sanh mỗi ngày, như khi mình tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, bố thí hay không? Có, mình luôn luôn sẵn sàng, không có bữa nào mà mình quên hồi hướng. Như vậy thì bố thí, trì giới, rồi gì nữa ta? Thiền chỉ quán rồi phục vụ, cung kính. Mình có phải là cái người dễ dàng và sẵn sàng cúi đầu trước cái người khả kính hay không? Là lúc nào đi dưới đất mà cái mặt hất lên trời? Không, mình là người sẵn sàng, dù đó là người cư sĩ như mình hoặc là đó là tu sĩ như mình, nhưng mà mình luôn luôn có cái khả năng cúi đầu. Đó là cái pháp cung kính. Như vậy là có cung kính, có phục vụ, có thuyết pháp, có thính pháp, rồi có cái cuối cùng là có cải chánh kiến, cải cải cái là cải tà tri kiến. Cải tà là sao? Cải tà quy chánh có nghĩa là mình có phải là người luôn luôn sẵn sàng điều chỉnh cái tri kiến hay không? Có, mình là người luôn luôn tự tỉnh nha. Thì tự xét thập thiện và thập ác, tự xét thập thiện và thập ác, để xe để tin, để tin chứ, để tin chứ, để tin mình có thể cộng trú với chư thiên. Nhớ vậy, đó gọi là niệm thiên đó, niệm thiên niệm gì đó, thế giới thiên. Rồi cái cuối cùng mới ghê, cái cuối cùng rồi niệm thiên niệm hơi thở. Tôi ông đã nói rồi, để cái niệm hơi thở là ở đây mình nói phớt qua đó, nói thoáng qua thôi đó thì được, chứ còn nếu mà nói tới nơi đó là phải là 15 năm, tương đương thời gian Hàng Kiều lưu lạc nha. Tôi không có đùa đâu, thì tôi đem Hàng Kiều ra để cho quý vị dễ nhớ cái gì hết. Tức là cái đề mục mà hơi thở này là nếu mà nói cho đủ và hầm cho tới đó thì ít nhất phải 15 năm rồi, vì Phật nói có 7 năm mà, nhưng mà tôi thấy cái đời này đời mạt pháp, tôi double luôn, tôi cho nó 15 năm luôn em. Bây giờ tôi chỉ nói vắn tắt thôi, là đề mục này có thể, đề mục này có thể là chỉ
hay là quán tùy theo ta. Tu samatha đó ha, tu samatha này bà còn biết được đấy đó. Chỉ là tập trung tư tưởng một cách máy móc cho đến khi chứng các tầng thiền. Còn niệm mà hơi thở mà theo quán á ha, theo quán vipassana đi, vipassana đó thì linh động hơn, linh động hơn. Lúc đầu á biết hơi đang ra hay vào, sau đó là biết hơi vào dài ra dài, vào ngắn ra ngắn. Chưa ra giảng kỹ gì này, nói giảng gọn nhưng mà giảng kỹ. Sau đó biết thêm mình đang thở bằng cảm thọ gì, khổ lạc ưu hỷ xả, hoặc biết rõ mình đang thở ra vào với tâm gì, đó tâm gì, thiện hay ác, ác là tâm gì, thiện là tâm gì, nó biết rõ như vậy là rõ ràng. Như vậy, như vậy chỉ qua hơi thở, hành giả đã có thể tu đủ bốn niệm xứ, hiểu chưa ta? Alo, có hiểu này không ta? Có nghĩa là mình mà học không kỹ, mình chỉ nghe nó hơi thở, mình ồ hơi thở là niệm thân. Các vị đọc kỹ đây coi, mà cái này chánh tạng nha, chánh tạng trung bộ và trường bộ chứ không phải là tôi nha, không phải là tôi nói, mà là chánh tạng. Mở cái trường bộ và trung bộ ra đi, có phải đúng vậy không? Lúc đầu là hành giả chỉ niệm hơi thở theo thân quán thôi, đó là niệm, biết là hơi thở ra hơi thở vào, ra ngắn vào ngắn, ra dài vào dài, đó là giai đoạn thân quán niệm xứ. Rồi còn cái hơi thở mà thọ quán niệm xứ là sao? Có nghĩa là biết rõ là mình đang thở ra bằng thọ gì, biết rõ mình đang thở vào, bây giờ thở ra nè, thở ra nè, tự biết biết rõ, mình đừng nói ra miệng nha, tự biết biết hơi thở mình đang hơi thở ra bằng bằng sự thoải mái, bằng sự vui vẻ, thở vào bằng sự vui vẻ, thở ra bằng sự khó chịu, thở vào bằng sự khó chịu, thì cái đó gọi là thọ quán niệm xứ. Còn tâm quán niệm xứ, thở ra bằng sự bực mình, thở vào bằng sự bực mình, thở ra bằng nỗi nhớ, thở vào bằng nỗi nhớ, thở ra bằng sự thù hận, thở bằng sự thù hận biết rõ, thở ra bằng sự bực mình, thở vào bằng sự bực mình, thở ra bằng sự tiếc của, thở vào bằng sự tiếc của, có nghĩa là thiện là tâm gì mình phải biết rõ, biết đây là thọ hỷ nè, đó, đây là lòng tin nè, đây là trí tuệ nè, đây là định nè, đây là niệm, biết rõ đó, gọi là ghi nhận cái tâm thiện. Còn ghi nhận tâm ác, biết đây là tâm sân nè, biết là đây tâm tham nè, biết ở đây là tiếc nuối nè, đây là sợ hãi, biết rõ nha. Thì như vậy là tu hơi thở mà kết hợp cùng lúc cả bốn niệm xứ nha. Buổi đầu hơi thở còn thô, tâm còn thô. Thô nghĩa là sao? Có nghĩa là cái chánh niệm nó không có khích khao, nó không có xích sao, nó không có chặt chẽ, nó không có khắng khít. Như càng về sau khi mà hơi thở càng lúc nó càng yếu, nó phải yếu mà nó càng nhẹ nha, cái này phải không, phải càng lúc hơi thở sẽ theo tâm mà lắng yên dần, mỗi lúc nhẹ hơn, mở hoặc đơn
không phải yếu hơn nha. Càng tu mà thở càng yếu là sao ta? Là mình sẽ chuyển từ thiền viện qua bệnh viện nha. Mà hơi thở mà càng yếu là từ thiền viện qua bệnh viện. Còn cái này là nhẹ hơn, không biết trong phân biệt được cái này không ta? Các biểu phân biệt được cái nhẹ và cái yếu không? Không, không được, cái giỡn tôi, cái giỡn tôi cười, cái hiểu không? Có nghĩa là yếu khác mà nhẹ. Yếu ở đây có nghĩa là nó ngáp ngáp, coi như tai bắt cánh chuồng mà mắt trận dọc mà ngó lên trần nhà, đó là yếu nha. Nó lấy hơi mà không được, nó ra không à, là cái đó mình phải chuyển viện, từ thiền viện nó qua bên cái thiền bệnh viện liền. Còn cái nhẹ nó khác, nhẹ có nghĩa là khi cái lúc đầu đó là tham sân si nó cứ xen 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 vô, hễ mà tâm mà động thì thân cũng thô, hơi thở rất là nặng, sợ nàng đỉ này, sợ nhiều giận nhiều vui quá ha, là nhịp đập của tim nè, hơi thở nè, huyết áp lạnh lên vun vút nha. Nhưng mà hễ mà cái tâm mà không có gì quá, không tham giận sợ tức ghen tiếc của bla 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 bla, khi những cái này mà nó lắng nó không có, hơi thở nó cũng sẽ nhẹ theo nha. Thì nó nhẹ đến một mức nào đó, hành giả có thể cảm nhận như là mình không còn thở nữa, mặt sát nó không là vấn đề, cứ chú ngay cái lỗ mũi. Biết rằng trên đời này không thể nào có một người còn đang sống mà lại không thở, nhớ cái đó, không có gì phải sợ hết. Có hành giả họ bố rất là uống kỳ ta, sao niệm tới đây không thấy nữa, cái gì đó là vì họ không có học. Cứ nhớ rằng không bao giờ có người còn đang sống mà lại không thở, không cứ nhớ cái đó. Cho nên nó mình thấy nó mất, mình biết là tại tâm mình đang vi tế cho nên nó mất, thật ra nó vẫn còn đó. Thì nghe cái tiếng chuông mà mình mới đánh ấy, nó còn lớn, cho nên mình vừa hút gió, mình vừa hút sáo, mình vừa ngó trời ngó đất mà mình vẫn có thể nghe nghe được tiếng chuông. Nhưng mà để nghe được cái dư âm dư hưởng của một cái tiếng chuông mà nó đã được gõ từ lâu lắm rồi, những âm thanh còn sót lại, những cái âm ba đó, những cái dư hưởng mà còn lại sau cùng của một tiếng chuông nó được đánh từ một vài ba phút về trước. Đấy, thì lúc đó để nghe được cái phần về dư đó, cái đuôi của cái tiếng chuông đó, thì sao ta? Thì mình phải lắng tâm ghê lắm nha. Ở đây cũng vậy, để mà ghi nhận được một cái tâm mà nó đã lắng yên thì mình cũng cần có một cái nội tâm lắng yên. Cái vị trí có phải không, đêm hôm mà mình muốn nghe một cái tiếng chân hoặc một tiếng động nào bên hè đó mà tiếng nó chưa có rõ lắm, nó không được rõ lắm, thì quý vị phải lắng nghe bằng cả một cái sự yên tĩnh là toàn bộ của thân và tâm nha. Để thở cũng vậy à, cho nên ở đây là tôi chỉ làm gọn thôi, tôi chỉ nói cái kỹ thuật mà thở là vậy đó. Cái chú ý ngay chỗ tùy người, ngay môi, ngay lỗ mũi hoặc là ở vùng rúng à, mà kể coi như là thiền chỉ thì có một phát một, một chiêu một, có nghĩa là ra biết ra và biết vào, không hề có một suy tư nha. Thiền thiền chỉ là thầy kỵ cái suy tư, có suy tư vậy trơn, cứ là dán chặt cái đó, thì cứ vậy mà đắc sơ nhị tam tứ thiền nha. Còn thiền quán thì khác, thiền quán thì buổi đầu là ra biết ra vào biết vào, sau đó ra dài biết ra dài, vô dài biết vô dài, rồi sau đó từ từ mới kết hợp với bốn xứ. Bốn kết hợp là sao? Biết rõ mình đang thở ra vào bằng cảm thọ gì, đó là thọ quán niệm xứ. Biết rõ rằng mình đang thở ra vào với tâm trạng gì, đó là tâm quán niệm xứ. Biết rõ rằng mình đang thở ra vào với sự có mặt của, wow, cái này phải ghi rồi. Biết rõ mình đang thở ra vào với sự có mặt của gì ta? Của gì ta? Năm triền. Để năm triền cái, bảy giác chi, rồi bát chánh đạo, biết rõ trong cái hơi thở này cái gì là 12 xứ, là năm uẩn, là bốn đế, đó là kết hợp pháp quán niệm xứ
đã giảng rồi ở kinh Trường Bộ, cái này tôi nhớ giảng rồi nha. Giảng rồi cho nên bữa nay là thương lắm thì giảng thêm, chứ thiệt ra thì tôi cũng lười ba, đã nói 300 nha. Rồi rồi tiếp theo là gì ta? À, niệm thí, niệm giới, niệm thiên. Bây giờ niệm niệm gì ta? Niệm hơi thở, xong rồi tới niệm chết. Rồi dài niệm chết. Niệm chết là sao? Hành giả ngồi yên lại xét rằng cái gì trên đời cũng bất trắc, không chỉ riêng cái chết đó là chắc chắn. Nhớ nha. Hành giả xét rằng, hành giả xét rằng vĩ đại như chư Phật cũng cũng gì ta, cũng phải có lúc nằm xuống bỏ xác lại, nói gì là mình. Nhớ nha. Đó, hành giả xét gì? Rồi cái hành giả, hành giả sao ta, xét rằng cuộc đời mỗi người chỉ là nhiều bữa ăn, nhiều lần đêm ngày, nhiều mùa mưa nắng cộng lại đó. Xét rằng đời sống như là cái cây nến, càng cháy thì nó càng ngắn. Phải cháy liên tục để duy trì cái ngọn lửa sinh mệnh. Nó khổ vậy đó, nhớ nha. Nó vậy đó. Hành giả xét thấy như vậy, hành giả xét thấy hành giả xét rằng lúc nào ở đâu mình cũng có thể chết với vô số lý do lớn lớn gì ta, lớn bé đó, xét vậy đó. Đây gọi là niệm niệm chết đó. Hành giả xét là cuộc đời mỗi người chỉ là nhiều bữa ăn, nhiều đêm, nhiều mùa mưa nắng cộng lại. Xét rằng đời sống như cây nến, càng cháy càng ngắn, phải cháy liên tục để duy trì ngọn lửa sinh mệnh. Đã, rất là mâu thuẫn. Nó phải cháy liên tục để nó duy trì ngọn lửa sinh mệnh, mà nó càng cháy thì nó lại càng ngắn. Wow. Hành giả xét rằng nó là lúc nào ở đâu mình cũng có thể chết với vô số lý do lớn bé và vô duyên. Thậm chí tôi cũng để cái vô duyên nữa, lớn bé vô duyên. Thì giống như là tự nhiên là bị bên gì, bên châu châu bên bên Amazon, hoặc là bên châu Phi, Nam Mỹ và châu Phi, tự nhiên bị muỗi cắn chết, rồi bị một cái con loại ếch 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 rừng đó quý vị, nó phóng, Việt Nam mình có con chằn hiêu á, nó phóng lên người mình, nó nhấc nhấc lại mình phủi nó ra cái là xong. Nhưng mà không, ở bên Phi châu với Nam Mỹ nó có một loại ếch mà coi như người ta gọi nó là bàn tay tử thần á, có nghĩa là nó chỉ chạm vào người mình là mình lăn ra mình chết. Nó độc đến mức như vậy. Bà con nào mà biết ngoại ngữ thì sướng, còn biết Việt Nam thì có lẽ tìm hay cần. Chứ ngữ là cái vị, là cái vị đánh thì đôi cái chữ mà chữ mà deadly, no. Frog là cái con này nè, cái con gì đó, con ếch, mà ếch tử thần á. Rồi muỗi ở bên bên châu Phi nó có loại muỗi gọi là muỗi CC đó,
cái con mèo nó chết vô rồi đó là coi như nó là buồn ngủ rồi nó đi luôn, nó còn kinh hoàng hơn là cái muỗi sốt rét. Muỗi sốt rét chỉ là muỗi điện tử, muỗi tiểu thủ công nghệ, muỗi muỗi là muỗi tiểu thương, muỗi tiểu nông thôi. Muỗi phó thường dân này, còn cái muỗi cc là muỗi sư phụ, muỗi thượng thừa, muỗi cao cấp, coi như là nó cắn vô là mình không có thời gian để mình bệnh. Bởi vì mình nó cắn vô rồi là mình cứ ngồi mình thấy buồn ngủ, thấy phê phê, thấy lăn lăn say say vậy đó, rồi cái là kiếm chỗ nào ngã lên rồi nó đi luôn. Việc như vậy nhiều và nhiều lắm, cây ngã đá đè, nước cuốn lửa cháy, rắn cắn, người ta đánh ghen mà đánh trúng, đánh chính xác không thích, đánh ghen nhầm đó, đòi nợ nhầm cũng chết đó, nó nản lắm nha. Cho nên là mình nhiều cái cơ hội để chết là mình ra đường. Quý vị nói với tôi là quý vị lái xe cẩn thận, rồi tôi cũng nói luôn lái xe cẩn thận á, là chỉ có lái xe cẩn thận á, là chỉ an toàn 50% thôi quý vị nha, quý vị nhớ cái này nha. Vì sao? Vì 50 kia là của người ta, của những người đi trên đường ấy, biết có bị có tên gì này không ta? Tôi nói lái xe cẩn thận chỉ an toàn có 50 thôi à. Nhiều người không biết, họ tưởng là họ lái xe cứng kinh nghiệm là nghĩa là, nhưng mà thật không phải đâu. Tôi biết tôi nói là nhiều người họ cũng giơ tay giơ chân chống đó lắm, nhưng mà thật ra tôi nói để bị biết để cái bị tèo nha. Có là mình lái xe cẩn thận là chỉ có an toàn 50%, là vì sao? Là vì người khác nó không có cẩn thận là nó phóng vô người của mình là mình chết nha. Bữa nay tôi nói cho biết, ăn uống cẩn cũng chỉ có 50% mà nha. Ăn uống cẩn thận á thì mình cũng chỉ có 50% mình sống, vì 50% của người ta. Rắn rít này nọ, rồi nói chung là quý vị chỉ có khả năng tự vệ, tự tồn, tự sinh tồn chỉ có 50, còn 50 kia là tai bay họa gửi, tên bay đạn lạc của trên trời rớt xuống. Nhớ nha, nhớ hành giả niệm chết là niệm như vậy đó, niệm là mọi nỗ lực của ta đó nó chỉ có cái giá trị 50%, còn 50% còn lại là của trời, của đất, của con người, của chim muôn súc vật, của cây cỏ đất đá. Chỉ cần nó ập xuống là mình đất bóng nha, thì đó là niệm chết. Và bà Achanet mà nói rằng mỗi khi mình tra ổ khóa đó, mình nhớ rằng bây giờ đó mình là người khóa cửa, nhưng mà mai chiều cái người mở này có chắc là mình hay không, bà Achanet mà nói như vậy. Bà Achanet bà nói là mỗi lần mà ăn cơm á, thì trước khi mình mà chánh niệm á, thì mình là niệm này trước, đó là đây có thể là bữa ăn nha. Làm cái gì cái bị gặp ai cái bị muốn gây gỗ với người ta đó, ăn quá thương quá, thì cái bà nói lúc đó chỉ cần niệm cái này có thể đây là lần gặp sau cùng. Thì tôi biết trong trong này nhiều người nghe cái này sẽ rất là khó chịu, bởi vì nghĩ thì tại sao tu hành thì mà buồn quá. Nhưng mà nói thiệt, quý vị cứ chịu khó mà gặm cái đề mục này một thời gian đi, buổi đầu thì nghe nó nản lắm nha. Nhưng mà cái lợi ích của cái đề mục niệm chết là gì ta? Là cái tác dụng của cái đề mục này giúp hành giả buông bỏ sở hữu tình, rồi cái gì nữa, sức ép của thị phi. Wow, cái này mới ghê nha. Wow. Và cái sự bình tĩnh lúc mà nguy nguy cấp. Thì tôi xin hỏi quý vị gì chứ, cái chừng này ý nghĩa ráng để mình tu hay không? Alo, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Cái tác dụng, cái ý nghĩa của đề mục niệm chết là gì này, là gì ta? Giúp hành giả buông bỏ sở hữu. Chữ sở hữu tôi biết thì thiếu thiếu rồi nha, sở hữu, buông bỏ sở hữu, tích lũy rồi đó, tích lũy đồ đạc đó, tiền bạc tài, từ buông bỏ sở hữu, rồi buông bỏ tình cảm, rồi buông bỏ gì, buông bỏ sức ép của thị phi, và cuối cùng là sự bình tĩnh lúc nguy cấp. Wow. Sức ép tình cảm, sức ép thị phi là sao, là khen là chê, rồi nó trụ nó đau lắm thì biết không. Rồi này nọ, nói chung á, là cái đề mục niệm chết nó cho quý vị coi như là vô số lợi ích, mà tôi chỉ tém tém gom gom
gọn gọn là có chữ nấm thôi đó, màu nghiêng của nấm đó là nấm nấm vàng thì biết không đó, giúp bạn giải buông bỏ sở hữu nè, tình cảm nè, sức ép thị phi và sự bình tĩnh lúc lúc nguy cấp, thì hỏi chừng này lợi ích mà còn che thì tôi biết gì đi kiếm cái giống gì nữa nha. Đó là niệm chép rồi. Niệm thân hành niệm là gì ta? Thân hành niệm ở đây là 32 cái thể trược, gồm các cái thứ dơ uế trong và ngoài của thân, trong và ngoài của thân. Bên ngoài là da, tóc, răng, móng, tóc, lông móng, răng, da, đó là bên ngoài. Còn bên trong nó là coi như là mật đàm, mũ máu, mồ hôi, phân, nước tiểu, thực phẩm chưa tiêu hóa, vừa tiêu hóa xong còn nằm ở trong ruột ruột già chờ đi ra. Đó, từ trên xuống dưới, rồi tất cả cửu khiếu của mình, cái nghĩa là lỗ ghèn, lỗ mũi, cái gì mà nó rỉ chảy, bốc mùi, bốc hơi, ra nước, ra cái được thì có cơ hội là nó ra hết. Thì tôi biết tôi giảng đây buổi giảng kiểu mà giảng là bóc tách lột trần thì bà con rất là khó chịu, nhưng phải nói luôn nha, thì cửu khiếu của mình là coi như là nó bất cứ chỗ nào mà nó bài tiết được là nó cứ bài tiết. Cái chỗ bài tiết nhỏ nhất trong cơ thể là chân lông, và lớn nhất là cái miệng của mình. Thì tất cả miệng mà nó có cơ hội nó bèn bài tiết hết. Mình là một cái bịch ni lông mà được tắm trong nhiều cái bịch khác, và tất cả các bịch đều nhiều cái lớp bao đó đều bị lủng hết, thì có một điều là nó không có gì bữa nào mà nó chảy re re thì gọi là bệnh, còn nếu mình khỏe thì nó rỉ rỉ nha. Cái này phải ghi thôi. Lúc khỏe thì nó chảy re re như như gì đó, như gì đó, như tiêu chảy nè, hoặc là mồ hôi nè, bla 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 bla. Còn lúc bình thường á thì chỉ rò rỉ, chỉ rò rỉ thôi. Mình tu là mình phải là tan quan vậy đó nha, nói cho nó tan quan vậy đó. Có nghĩa là mình là một cái túi dơ là đựng trong nhiều cái túi khác, mà túi nào cũng lủng hết. Hãy lúc mà bình thường mà mình khỏe mạnh á thì nó cứ rò rỉ lâu lâu là kiện, còn thấy là mình bệnh đó này coi như nó ra nhiều chút vậy thôi nha. Nó gọi là quán thân bất tịnh là quán vậy đó. Một cái món miếng ăn mà mình miếng ăn mà ngon đắt tiền ha, nấm đen của Pháp mấy chục ngàn một ký, đắt tiền như vậy, được thợ nấu hàng đầu hành tinh nấu nướng ngon lành thơm ngon béo bổ, đắt tiền quý hiếm. Vậy mà sau khi mình bỏ vào miệng của mình rồi mình nhả đỡ ra thì chính mình còn gớm, nói chi là người khác. Đó là một trong những cái cho nên nó là cái đời sống này mình nói rằng nó phải có cái ngu ngu của mình mới có thể gọi là yêu được cái đời sống, yêu được con người bằng cái tình cảm mà xác thịt nam nữ, chứ còn nếu mà mình tỉnh táo hơi khó nha. Rồi rồi đó gọi là quán thân bất tịnh. Được cái gì ta? Tác dụng của cái đề mục này là giúp giúp ta sao ta, giúp ta buông bỏ cái sự dính mắc đối với xác, và từ đó là cái sự sợ chết, sự nặng lòng, sự sợ chết riêng là sự nặng lòng hả, sự nặng lòng. Nặng lòng cái gì ta? Sự nặng lòng với thị phi, với tình cảm và với danh lợi, quyền lực, tiếng tăm. Là vì sao? Là tôi biết tôi nói cái này trong rơm nhiều người muốn săn áo săn quần nhảy vô cãi lắm tôi biết, nhưng mà bây giờ không, bây giờ có mình tôi nói cho nên là quý vị không có cãi được, quý vị cũng tức lắm. Tại vì quý vị nghĩ ủa tại sao cái thân bất tịnh mình quán thân bất tịnh mình, tại sao nó lại cho mình cái này hả trời. Nhưng mà có khi mà quý vị biết rằng quý vị đang xê dịch cái thùng rác á,
ha, đang xê dịch cái hầm cầu á, đang xê dịch một cái xác chết chưa có chôn ấy, à, đang xê dịch một cái thân thể mà dính đầy phân hôi thối bất tịnh á. Khi mà bị sống bằng cái cảm nhận như vậy thì cái lời khen tiếng chê nó chẳng là cái gì hết. Còn khi mà quý vị thấy quý vị quan trọng ấy ha, thì coi như là tại sao quan trọng, là vì tôi đẹp, là vì tôi lấp 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 la đó, thì một cái tiếng thị phi nó mới làm quý vị nổi dịch lên nha. Chứ còn nếu mà mình biết rõ mình đang gọi là đang xê dịch, đang gọi là di chuyển cái thùng rác này đó, tự nhiên cái tôi của mình nó mỏng đi. Tôi nói một tỷ lần ở trên cái room này, là tại sao một cọng rơm, một tờ giấy mà mình thả từ ở trên lầu 18 xuống đất mà nó không sao, mà tại sao mình mua một cái chén từ ở cái độ cao 1,5 m mà nó bị vỡ, là bởi vì trọng lượng và cái thành phần cấu tạo của cái chén nó không cho phép cái chén chịu nổi cái độ cao đó, và khiến cho cái chén trở nên là dễ tổn thương nha. Cấu tạo và chất liệu, cấu tạo và cái chất liệu của cái chén không ở gọi là cái của chén ở đây, khiến nó dễ bị tổn thương. Đó, cái này nó quan trọng nha, cấu tạo và chất liệu của chén khiến nó dễ bị tổn thương, trong khi nó một cọng rơm, một sợi tóc, một tờ giấy, một chiếc lá khô mà rơi từ cái tầng 18, cái chén chỉ có 1 m, buông 1,5 m xuống là nó đi nha, nó đi bon, nó đi đon. Nhưng mà cái cọng rơm, một sợi tóc, một tờ giấy, một chiếc lá khô này mà nó rơi từ cái tầng thứ 100 xuống đất thì nó không sao hết. Là vì sao? Là vì cái trọng lượng và cấu tạo chất liệu của nó ha, cấu tạo rồi chất liệu rồi trọng lượng của nó không khiến, gọi là khiến cho nó trở nên gọi là miễn nhiễm, nó miễn nhiễm với cái chiều cao, miễn nhiễm với mọi sự va chạm này, nó được an toàn nha. Thì mấy cái đề mục này Phật dạy cho mình là để biến mình thành cọng cọng rơm, thành sợi tóc, thành tờ giấy, thành chiếc lá khô, là như vậy đó nha. Rồi xong, bây giờ tới cái đề mục gì nó mới ghê gì. Rồi bây giờ tới cái đề mục niết bàn, à tới cái đề mục niết bàn, ở đây là mình thấy niết bàn là niệm niệm niết bàn, ở trong đây nghĩa là niệm yên an tịnh á, niệm niết bàn là upasamanusati, hành giả sao ta ngồi lại để xét đến hai khía cạnh hữu dư và vô dư niết bàn. Thứ nhất, niết bàn này có hai, gọi là achantu pát sa mô, có nghĩa là tận tuyệt nha, tận tuyệt niết bàn. Rồi cái thứ hai là khát du pát sa mô, là tận diệt niết bàn. Tận diệt niết bàn là sao? Tận tuyệt là sao? Không biết nói các vị thì có buồn, bởi tôi nói nhiều người họ thù tôi, bởi vì mình sống nó tốt bụng quá đi, mà chính cái tốt bụng nó đâm nó gây thù. Các vị có phân biệt được cái chữ tận diệt và tận tuyệt không? Đó, cái tận tuyệt, tận diệt, tận tận tuyệt đây là gì? Là một cái vị mà đã niết bàn rồi, đã viên tịch đó, thì không còn gì để nói nữa hết nha. Từ thân tâm cái tất cả những gì gọi là quả, là kết thúc nhân quả, rồi thân tâm đều kết thúc hết thì gọi là tận tuyệt niết bàn. Còn cái tận diệt niết bàn là sao? Cái tận diệt niết bàn là ám chỉ cho hữu dư niết bàn, tức tâm thánh đạo. Wow. À, tùy cái tầng thánh đạo nào
mà vị thánh nhân, mà vị thánh nhân, thánh nhân sao ta, cắt đứt được bao nhiêu phiền não, rồi cái gì nữa ta, dứt được bao nhiêu cái khả năng tái sinh, thấy được bao nhiêu, và bao nhiêu gì ta, bao nhiêu phần trăm diện mạo bốn đế, nhớ nha. Và đúng rồi, đúng rồi, khỏi và thì mà đúng rồi, tôi tưởng thiếu mà có đúng rồi. Tức là tùy cái tầng thánh đạo nào mà cái vị thánh nhân cắt đứt được bao nhiêu phiền não, giết được bao nhiêu khả năng tái sinh và thấy được bao nhiêu phần trăm diện mạo của bốn đế. Đó, thì ở đây cái niết bàn, cái niệm này, niệm có hai, một đó là gọi là ách chân tu có nghĩa là tận tuyệt, là tuyệt đối, là dứt khoát, là triệt để, là rốt ráo. Ách chân tí, ách chân tá, ách chân tá nó gồm có gọi là, nó bằng cái gì ta, nó bằng á tí, ví dụ cộng mức tiêu khổ quá đi, rồi cộng với ăn quá kỳ, quá kỳ đó, cộng với ăn tá bằng ách chân tá, nó có nghĩa là dứt khoát rốt ráo, triệt để, nhớ nha. Vậy thì bàn có hai, một đó là hữu dư và vô dư. Hữu dư có nghĩa là khai du và sa mù, có nghĩa là ngay cái khi mà vị đã chứng được một cái tầng thánh, thì dường như tầng thánh quần là sơ đạo ấy, thì vị đã dứt hẳn được thân kiến và hoài nghi, vị này chỉ còn là có bảy kiếp tái sinh ở cõi dục thôi, tối đa đó, bảy kiếp tái sinh thôi, cho nên được gọi là thất lai, bảy kiếp tái sinh rồi. Trong khi đó là vị Tư Đà Hàm á, thì chỉ còn có một lần quay trở lại cõi dục thôi, vị A Na Hàm á, thì coi như không còn trở lại cõi dục nữa, nên được gọi là bất lai, nhớ nha. Chỉ có thể sanh về cõi phạm thiên mà thôi, bởi vì đó không còn sanh và không còn dục ái, dục ái. Dầu cho vị tu đầu, vị A Na Hàm á, không có chứng thiền, chưa có tu thiền Samatha lần nào hết, nhưng mà khi đã đắc A Na Hàm rồi thì tự nhiên vị đó có được cái khả năng của một cái vị sơ thiện. Thì sao? Là bởi vì vị này vĩnh viễn không còn dục ái và sân. Mà một người không còn dục ái và sân thì người này hoàn toàn là không có khả năng tái sanh về các cõi dục giới nữa, bị bắt buộc nha. Vị A Na Hàm dầu chưa có tu thiền ngày nào, nhưng mà hãy đắc A Na Hàm rồi thì sau khi mà trước khi chết mà không có đắc cái gì nữa hết thì cũng phải sanh về cõi phạm thiên, tối thiểu là sơ thiền, nhớ nha. Làm chuyện quan trọng, cho nên nó tùy cái mà cái tùy tầng thánh đạo mà cái vị thánh đó, cắt đứt được bao nhiêu phiền não, dứt được bao nhiêu khả năng tái sinh và thấy được bao nhiêu phần trăm diện mạo bốn đế là sao. Có nghĩa rằng thì là cũng cái ý nghĩa bốn đế đó mà mình học như két, mình học như két. Thật ra đó, cái bốn đế mà mình học đó, nó so với cái bốn đế mà một người chính nó không có giống, nhưng mà nó không có mâu thuẫn nếu mà học đúng trong kinh. Bốn đế là gì? Mọi thứ ở đời là khổ, nên đam mê cái nào cũng là đam mê trong khổ. Wow, mà hãy còn đam mê trong khổ thì ta còn khổ, muốn hết khổ thì đừng đam mê trong khổ nữa. Và nhận thức này chính là con đường dẫn đến sự thoát khổ, đây là cái nguyên tắc công thức ở trong kinh đại nha, cả A Di Đà cũng nói như vậy nha. Nhưng mà khi mà mình đắc hạnh rồi đó thì cái thấy của mình nó không có y chang như vậy, nhưng nó cũng mâu thuẫn với lý thuyết mà mình đã học. Nhớ nha, như tôi nói rất là nhiều lần, cái con đường mà trên bản đồ và cái con đường ở ngoài đời thực tế đó
thì mình nói nó giống cũng được, mình nói nó khác cũng được. Đó là bởi vì cái con đường trong Tam Ấn Độ nó chỉ là một cái vệt mực cong 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 cong, như con đường cũng con đó, mà ngoài đời thì nó có núi sông rồi cát đá cây cỏ, nhà người này rồi nhà người kia, rồi hàng quán tiệm tùng phố xá, bla 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 bla. Con đường ở trong bản đồ thì nó đại khái nó là cái vệt mực cong 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 cong, ngã ba ngã tư ngã tám ngã bảy thôi nha. Đấy, cho nên những cái bàn nó đây là hành giả sẽ thấy rằng, sẽ thấy rằng là sẽ thấy có hai cái. Một đó là khi mà ta chứng, hành giả thấy rằng cái thân này nè nó không thể còn nữa, khi mà ta đã viên tịch niết bàn nha. Phật ta có thể niệm được quá, khi tâm có phiền não, hành giả xét rằng khi ta chứng hữu dư niết bàn, mở một đơn khá du pa sa mô, thì sẽ không còn cái này nữa, hoặc hành giả xét rằng tấm thân nặng nề này sẽ không còn nữa, sự hiện hữu mệt mỏi này sẽ không còn nữa khi ta viên tịch vô dư niết bàn. Sẵn đây nói luôn, có một ông nhân vật trong đây là không nhiều lắm, mà đây tôi chợt nhớ ai tôi nói rồi đó, đó là như sư Hạnh Tuệ gì nè. Khi mà sư nghe tôi giảng cái gì đó, sư hỏi có đó kinh nào, thì tôi phải nói rằng khi tôi giảng thì tôi chịu trách nhiệm. Còn có rất là nhiều cái mà các cái họ ở đâu á thì tôi không nhớ, nhưng mà khi tôi giảng ra tôi chịu trách nhiệm. Thí dụ như thế này, thí dụ như trong room này có một người hỏi tôi, trong room này tôi kiếm lại người nào ta, Ái Minh là cái nam hay nữ? Ái Minh này nè, Ái Minh đi, rồi Ái Minh. Cái nhân vật Ái Minh này nói với tôi là xưa xưa ráng ăn rau nhiều nó tốt, mà quên nó rau xưa có biết rau rau mình mua ngoài chợ nó tôi cũng tốt, mà xưa rau dại ngoài ruộng đồng ăn cũng tốt lắm, xưa rau bát rau thiên lý, rồi cỏ mực rồi đó, anh thấy nói vậy chứ nấu canh ăn sống rồi nó xào rồi ăn tốt cho cơ thể lắm. Mà tôi bây giờ ở đâu đâu sách nào nói thì nó cũng hơi kẹt, là bởi vì cái căn bản khi mà mình nói ra cả một rừng người nghe mà để mình phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà có rất là nhiều cái mà các cớ mà hỏi ngang á, thì với cái hai nó có bị chắc ở trong rừng này cho dân đại học thì nhiều có bị biết, nó có những cái mà nó là phải nó có những cái biết nó đến từ sự tổng hợp kiến thức, các vị có biết không, là chắc chắn phải biết chứ, dân đại học làm việc đó có những cái kiến thức, có những cái nhận thức mà nó đến từ cái sự tổng hợp của nhiều thứ khác. Chứ bây giờ các vị kêu tôi kiếm một cái trang sách nào mà nói exact thì chính xác 100% cái đó thì là làm sao có, mà mình hỏi người ta cười mình chết. Vì có rất là nhiều cái chuyện nó mình chỉ biết được nó bằng sự tổng hợp thôi. Chứ còn mà mình hỏi như em bé, mà xin lỗi nói đừng buồn, kiểu như em bé tiểu học, tức là thầy nói với em như vậy là thầy phải cho em thấy là chỗ nào nói nguyên văn như vậy là thấy bụng đậu rồi, ok rồi. Như vậy tổng cộng ở đây là mình đã học xong, các cái tùy niệm, nhớ nha, nhớ các cái tùy niệm đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, rồi cái gì nữa ta, rồi niệm hơi, niệm chết, niệm hơi thở, niệm bất tịnh và niệm niết bàn, tổng cộng là học xong các tùy niệm. Và bản thân tôi thiết tha mong mỏi là quý vị nào trực tiếp nghe hay là nghe băng giảng này, nghe lại cái phần này, ít ra các vị cũng có khái niệm là xưa nay đi chùa rất là lâu, nhưng mà sao nghe nói niệm Phật mà mình không có được hướng dẫn niệm kiểu này, hoặc nghe nói là niệm chết mà không biết niệm chết là niệm sao, niệm rồi nhất là niệm niết bàn niệm sao ta, đó nó cũng kẹt nha. Cho nên mình ráng ráng theo cái lớp này.
Rồi bây giờ đã là 3:10, vào thời gian mình còn bát ngát bao la, bây giờ để mình vô mình học tiếp một cái chương gì để xem gì là tăng kỳ quá vậy ta. Sao có cái người nào mà người vẫn vẫn tăng chi bộ nô. Bây giờ muốn biết qua tới cái chương gì đây nè. Tăng chi bộ kinh. Rồi tà kiến, đúng rồi tà kiến. Tà kiến. Để sự kỹ đấy. Sẽ mở trong trong à, đúng rồi. Ông thiền định ta kiến. Rồi cũng là kiếm chúng tử, đúng là chúng tử đây. Đức Phật ngài dạy rằng đó là không, ngài thấy không có một cái gì mà nó độc hại cho bằng là cái tà kiến. À, tà kiến ở đây là sao ta, tà kiến ở đây là thấy thấy sai. Nhớ nha, tà kiến là thấy sai. Tà kiến là thấy sai. Bây giờ bữa nay phải ôn cho quý vị nghe cái này một chút ha. Tà kiến, cái này phải ghi nha. Tà kiến có nhiều cái cách kể. Nói rộng á là 62 loại tà kiến mở hoặc đơn ha. Kinh Phạm Võng Trường Bộ nha, cái này mình học rồi. Nói gọn á thì có hai là ba thường kiến và ba đoạn kiến. Cái này mình học rồi phải không ta? Alo, các vị học rồi phải không? Nhưng mà không biết mình có cần giảng lại không ta? Ta kể sơ chút được ha. Khổ thiệt chứ. Bây giờ mấy người mới đó, mình không giảng đó, thì họ không có được nghe. Bây giờ biết nghe ở đâu thì người tắt đi. Người tắt đi. Ba thường kiến. À, ba thường kiến. Ba thường kiến. Một là tin vào cái sự hiện hữu của một cái tôi, một cái linh hồn, một cái cá thể, một cái cá nhân nào đó, như là tôi nè, rồi ông ấy nè, nó nè, họ nè, hắn nè, thay vì phải hiểu rằng mọi vật và mọi chúng sinh chỉ là từng khối tổng hợp của nhiều thứ điều kiện. Đó, thứ nhất là ba thường kiến. Rồi số 2,
Số 2 là tin vào cái sự có mặt của một cái cõi thiên đường rồi quả ngục vĩnh cửu nào đó để mà thưởng phạt muôn loài. Có chữ vĩnh cửu đó nha, thiên đường hay là quả ngục vĩnh cửu, mọi thứ nó thay đổi càng ngày. Mình tin có cái sự giống như thiên đường của Hồi giáo, thiên đường của Thiên Chúa rồi đó, ví dụ như vậy. Rồi cái số 3 đó là tin vào cái sự hiện hữu của một đấng tối cao nào đó sáng tạo muôn loài hoặc nắm quyền cai quản tất cả vũ trụ đó. Đó là thường kiến nha. Một là tin vào một cái tôi, có một cái tôi, mà chính vì mình tin gì cho nên mình bị người ta lay háy quýt lườm liếc là mình nổi điên lên, thì mình nghĩ có một cái tôi nào đó, có một cái thằng tôi. Rồi thứ hai, nó là mình tin vào cái sự có mặt của một cái cõi thiên đường địa ngục vĩnh cửu nào đó để mà thưởng phạt muôn loài. Rồi cái số 3 là mình tin vào sự hiện hữu một cái đấng tối cao nào đó sáng tạo muôn loài hoặc nắm quyền cai quản tất cả vũ trụ. Đó, dính như ba cái này gọi là thường thường kiến. Đó, rồi ba cái đoạn kiến ấy, gồm số 1 đó là vô vô hành kiến. Vô hành kiến cho rằng thiện ác chỉ là tên gọi. Muốn làm gì thì làm, không có chuyện nhân quả báo ứng. Đó là vô hành. Vô nhân kiến là cho rằng mọi sự ngẫu nhiên mà có và mất đi không có nhân duyên hay điều kiện tạo tác gì. Cái này cũng rất là nguy hiểm nha. Thì khi mình nghĩ vậy là mình muốn sống sao mình sống. Rồi cái số 3 đó là vô hữu kiến. Vô hữu kiến. Vô hữu kiến là phủ nhận tất cả những gì mình không thấy, không hiểu, không tin, không chứng minh được. Đó, cái này là cái rất là nguy hiểm nha. Phủ nhận tất cả những gì mình không thấy, không hiểu, không tin, không chứng minh được. Tôi từ nhỏ tới lớn tôi chưa thấy con voi bao giờ hết. Cho nên quý vị có nói gì thì nói, đối với tôi đó là bịa đặt, đó là bóp phét, đó là khoác lác, đó là nói dóc, đó là bà xạo. Các vị nghe hiểu không ta? Đi nhỏ lớn tôi chưa thấy con voi nhé. Rồi nhỏ lớn tôi chưa hề thấy một chiếc máy bay nào hết á. Cho nên khi tôi nghe quý vị nói còn một phương tiện mà bay lên trời được đó, thì tôi biết đó là dốc, là tại vì làm sao mà nguyên một cục sắt mà này, mà nhất là cục sắt nặng mấy trăm tấn mà nó di chuyển trên trời mà đã vậy còn băng qua biển, rồi nhiều khi gió táp mưa sa mà không sao hết, thì cái chuyện đó là chuyện dốc. Là tại vì tôi không thể nào mà tôi hiểu được cái chuyện mà tại sao bằng nguyên tắc vật lý nào mà có thể hỗ trợ cho một cái cục khối kim loại mấy trăm tấn mà nó đi lên trời như vậy, đó là chuyện dốc. Rồi kiếp trước kiếp sau thiên đường địa ngục rồi quả báo rồi cái chuyện mà người này thì làm ác là bị cái này là mình làm thiện được cái kia đó, tôi tất cả là không có, là bởi vì tôi không hiểu được, tôi không chứng minh được, tôi không lấy mắt thấy được cái gì mà tôi cái đầu mư của tôi không chứng minh được thì cái đó là không có nha. Cái gì mà tôi hiểu không nổi á thì đó là không có, thì cái đó được gọi là vô hữu kiến khủng khiếp á. Thì gom chung hai thứ
Tà kiến này lại kinh xếp vào hai trường hợp. Nhớ nha, một là sắc Gavarana đích thị là cái thứ tà kiến ngăn trở cái việc sinh thiên. Rồi thứ hai đó là mắt Gavarana đích thị là cái thứ tà kiến mà nó ngăn ngại cái việc chứng đạo đắc thánh, nhớ không? Nó có những cái loại tà kiến trong đây mới nói này, có những cái loại tà kiến cả hai cái loại nha, cả hai cái thường và đoạn này nè, trong kinh chia ra có hai loại, gọi là loại thứ nhất gọi là sắc gavaranadithi và loại thứ hai là mắt gavaranadithi. Sắc gavaranadithi có nghĩa là ngăn trở việc sinh thiên là sao? Có nghĩa là mình tin những cái chuyện tầm bậy tầm bạ, ví dụ như mình nghĩ rằng đó là gì ta, giết thú lấy máu, là giết thú lấy máu, giết heo bò gà để mà lấy máu lấy thịt cúng tế thần linh rồi đó, thì cái đó, đó là thứ những cái thứ kiểu tà kiến mà nó cản cái đường sanh thiên. Nó cản cái đường sinh thiên, đúng rồi đúng rồi. Biết ai bỏ lên vậy ta, biết ai bỏ lên vậy, giọt mưa, đúng rồi đúng rồi, giọt mưa. Rồi xin xem trong kinh Phạm Phẩm Trường Bộ, giải thích cái phần nào quý vị cần, giải thích cái phần mà cái cô này cũng vừa bỏ xuống này. Là thí dụ như bây giờ á, là tà kiến nào không có đi ngược lại thập thiện, không được ngược lại niềm tin, thôi chứ niềm tin nữa, niềm tin vào thập thiện thì có thể được này. Có người hỏi đã không, có thành kiến sao sao bỏ được, thì phải đắc tu đầu quần, tu tứ niệm xứ là đắc tu đầu quần thôi, chứ còn mà không học A Di Đàm, không học tứ niệm xứ mà buồn buồn ngồi hỏi cho đã. Quên tôi nói trước nha, những cái tai nào mà hỏi mất thời gian cái này tôi không có trả lời nha. Trong khi nghe câu là biết là chưa biết A Di Đàm là gì, chưa biết tứ niệm xứ là gì, tại sao mà sao mà tự nhiên tôi tự bi bất ngờ vậy đó. Rồi ta thì cũng có thể dẫn đến việc sinh thiên đó, các vị nghe kịp không? Tà kiến nào mà không có đi ngược lại niềm thiện, ví dụ như bây giờ như là tên ông Tà nè, ông Táo nè, rồi thổ địa vân vân, rồi sống nhân đức, rồi sống nhân đức, bố thí, rồi phục vụ, cung kính, hiếu thảo, nhớ nha, đó cũng tà kiến, cũng tà kiến đó, tà kiến nhưng mà vẫn thành thiên. Còn những cái tà, những cái đúng là cái người học A Di Đàm thì nghiện tà kiến nào mà đi ngược lại cái tinh thần tam tướng
của tứ niệm xứ thì gọi là mắt, mắt gì đây, mắt Gavarana đích thị, biết hiểu không ta? Có nghĩa là tôi tin đó là có một cái cõi nào đó mà tôi về đến đó là con tha hồ sung sướng luôn, tha hồ sung sướng, và coi như là cái chuyện mà tôi ở cái cõi này tôi khổ là chẳng qua là cái cõi này là cái cõi mà coi như còn đấu đá giành giật, còn nắng gió mưa sương, rồi còn có đói ăn khát uống, chứ còn cái cõi kia là tôi về là coi như tôi tha hồ hưởng lộc hưởng phước trên đó, tôi không hề mà phải bị khổ nghĩ đây bla 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 bla. À, mà nếu mà tà kiến kiểu đó mà loại nhẹ đó, loại nhẹ nha, loại nhẹ xong rồi cứ viết sai hoài thôi, thì còn có thể cứu chữa. Pali gọi là Ani Yata Dethi, tức là tà kiến bất định. Nếu tà kiến thuộc loại gì ta, không thể sửa đổi thì gọi là Niyata Michariti, là tà kiến cố định. Wow, nhớ nha. Thì tôi nhắc lại, tà kiến thì có thường có đoạn, nhưng mà trong đó nó lại chia ra hai ba nhánh. Cái nhánh là nó chỉ là cản cái đường sanh thiên thôi, còn cái cản cái đường đắc đạo nha. Đoạn kiến và thường kiến đều là tà kiến, nhưng đoạn kiến nguy hiểm gấp tỷ lần, vì mắc cái tà kiến này á, người ta không còn niềm tin vào cái thiện, cái thiện ác. Muốn làm gì thì làm, ác nào cũng không sợ, và đặc biệt không có lòng cầu giải thoát. Wow, cái này mới ghê nha. Đoạn kiến và thường kiến đều là tà kiến, nhưng đoạn kiến nguy hiểm gấp tỷ lần, vì mắc vào tà kiến này người ta không còn niềm tin vào cái thiện ác, muốn làm gì thì làm, ác nào cũng không sợ, và đặc biệt không có lòng cầu giải thoát. Nhớ nha, cái này mới ớn. Còn cái thường kiến thì thôi, tin ông tà ông táo ông tư bà tám, nước sôi nước lạnh, đạo dừa đạo ớt thì lớp hết, nhưng mà ảnh cũng còn, tên cũng có quỷ thần, tên có thưởng phạt, tên có tội có phước thì cũng còn được. Nhớ nha, cái này là kinh Đức Phật kỳ dạy rằng là này các tỳ kheo, có những người mà lọt xuống cái hầm phân ấy, mà họ lọt ngang cái mắt cá thì rất là dễ cứu, họ lọt tới đầu gối cũng rất là dễ cứu, họ lọt tới cái thắt lưng ấy, cũng dễ cứu, họ lọt tới rúng tới ngực cũng còn cứu được, họ lọt hầm phân mà tới cổ cũng còn cứu được, giờ tệ nhất là họ nói là cái búi tóc cũng còn cứu được, nhưng mà đặc biệt là những người mà lọt mà không ló ra được cái gì ấy, thì chuyện đầu tiên là người ta không thấy mình ở đâu, làm sao người ta biết nắm chỗ nào, đã biết nắm chỗ nào. Thì cái người mà tà kiến nó cũng có hai ba loại, có một loại nó tà kiến rồi đó, nó nghĩ tầm bậy,
là điên đạo kiến, nhớ nha, điên đạo kiến hoặc là điên đạo mộng tưởng. Bali phải có Bali cho nó sang chứ, Bali nó sang thì Bali gọi là Viparita, Viparita Dasana hoặc là Vipal là sát, nhớ nha, hai cái đó điên đạo kiến gọi là điên đạo mộng tưởng, à, điên đạo mộng tưởng thì gọi là Vipal là sát hoặc là Viparita Dasana. Nhưng mà có một điều tại kiến nó có ba, thường kiến có ba và ẩn kiến có ba. Bữa nay quý vị về làm ơn nha, quý vị nào mà thuộc rồi thì thôi, mà em mà chưa có thuộc á, mà vừa học vừa vừa lấy nốt, vừa học vừa vừa ghi chú là phải đọc kỹ cái đoạn này. Cách niệm Phật là niệm sao đó, rồi bây giờ qua tới đoạn từ tà kiến là phải hiểu làm sao. Tà kiến là hiểu sai nha, mà tà kiến, wow, phải ghi nữa, tà kiến là một trong 10 phiền não dẫn đến sanh tử, nhưng lại là một cặp với hoài nghi làm nên cuộc luân hồi vô tận không hồi kết. Khi chấm dứt được thân kiến thì hoài nghi tự biến mất. Khi hai cái phiền não này không còn nữa thì cái khả năng tái sinh của một người chỉ còn lại tối đa là 7 lần đầu thai. Giống như một cái chiếc xe, giống như một chiếc xe sau mấy triệu nay chỉ mấy 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 triệu tỷ rồi số nay chỉ còn lăn bánh được 7 mét. Thì các vị có hiểu không ta? Đó, giống như một chiếc xe sau mấy triệu triệu dân km là mấy ngàn tỷ mà nay chỉ còn lăn bánh được có 7 mét thôi. Thì tôi hỏi các vị gì chứ, tại vì trong kinh nói thế này nè, này các tỳ kheo, cái sữa mẹ mà các ngươi bú trong vòng luân hồi nó nhiều hơn nước trong 4 biển. Cái nước mắt mà các ngươi đã chảy ra vì đau đớn, vì hạnh phúc, vì buồn khổ, vì sợ hãi, vì tức giận, lặp 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 la, thì cái nước mắt đó lại của mỗi người nha, mỗi chứ không phải là tất cả, nhưng mà mỗi người đó, thì sữa mẹ mình bú, mồ hôi mình đổ ra, nước mắt mà mình đổ ra, máu mà mình đổ ra hả, của mỗi người đó, nó nhiều hơn nước trong 4 biển nha, nhiều hơn nước trong 4 biển. Thì tôi thử hỏi gì chứ, mà luân hồi bao lâu, lâu dữ lắm. Quý vị có đi tắm biển quý vị biết mà, bây giờ đi máy bay mà đi ngang biển thì biết mà, nó bao la nó thăm thẳm như vậy. Mà nước mắt của mình đó, trong nhiều kiếp nó nhiều hơn của mỗi người ấy nha, nó nhiều hơn nước biển nha, nó nhiều hơn nước biển. Rồi thì đó là coi như là máu, rồi sữa mẹ, rồi mồ hôi, nhiều hơn nước 4 biển nhiều lắm quý vị nha. Vậy mà bây giờ khi đắc tu đầu quần rồi thì mình chỉ còn có 7 kiếp tái sinh, mà nói trước nha, 7 kiếp sót lại của cái vị mà sa quả đó toàn là phúc lạc tràn trề, phúc lạc không. Cho nên Phật mới dạy đấy, nên này các tỳ kheo ấy,
cái vấn đề mà vị tu đầu quần giải quyết được bỏ lại đằng sau lưng ấy, nó nhiều như là cái dãy núi Himalaya mấy ngàn cây số, trong kinh kêu là mấy ngàn do tuần ấy. Còn cái vấn đề tồn đọng lại mà vị tu đầu quần phải giải quyết ấy, qua bảy cái tái sinh ấy, nó chỉ là bảy cái viên sỏi nhỏ xíu 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 thôi. Các vị hiểu không ta? Các vị tưởng tượng đi, một cái nguyên cái dòng luân hồi nó thâm thẳm như biển như núi, mà bây giờ đó cái vấn đề mà nó động lại cái vị tu đầu quần giải quyết nó chỉ là bảy viên sỏi nhỏ xíu xíu xíu, có nghĩa là vị đó kẻ đắc, kể từ lúc đắc tu đầu quần rồi là chắc chắn vĩnh cửu là không thể nào mà sa đọa được rồi nha, không có sa đọa nữa. Và về trời chỉ biết là ngồi thiền, là ngồi ăn rồi cái ngồi thiền suốt mùa tu cách mạng, ngồi thiền thiền hoài 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 hoài, hoài. Nhà nó nhà tu đầu quần họ đâu còn thiết tha gì nữa, không có, cứ ngồi thiền mà chung quanh là thôi hào quang rồi cũng tiên nữ rồi thơm ngát mát lạnh rồi hoa trời rồi nhã nhạc rồi thức ăn rồi hoa viên ngọc ngà châu báu bao nhiêu nữa, nhà vị này cũng là lặng lẽ là điều chỉnh lâu đài để mà cách ly cái thiên hạ, để mà được sống một mình đó, giữa một cái cõi ngát hương ngà mát lạnh nha, tiếp tục ngồi thiền nữa. Mà sống hết cái kiếp đó mà vẫn chưa có đắc là sống thêm nữa, sống chừng nào sống gần bảy kiếp là phải đi nha. Mà mình đó, thì tại sao mình nghe mình thấy đã quá mà các ngài không có thích, lý do đơn giản là tại vì thì tôi nói câu này hơi nặng, nhưng mà xin phép tôi phải xin lỗi ngàn lần để mà tôi nói câu này, là chúng ta ở cái cống, chúng ta thấy cống nó thơm, chúng ta thấy nước cống nó đẹp, cái vị nó ngon. Chứ còn nếu mình là lên được khỏi cống rồi, mình được tắm rửa rồi, mình đã được ăn mặc tơ lụa rồi, mình đã vào ở trong khách sạn 5 sao rồi, mình đã được nguyên một cái dân như phục vụ mặc đồng phục trắng toát đưa đón ngon lành rồi, thì mình đứng mình nhìn lại cái lỗ cống mà nãy mình trèo lên đó, thì phải nó nản dữ lắm gì biết không. Nhưng mà tại vì mình đó là gì, mình đang nó nói là hơi nặng, mình đang đi cống, cho nên mình thấy cái gì cống cũng hay hết. Một cái bịch ni lông lượm lên nhét cái quần đó, cũng sướng, đó là cái sở hữu mà. Thấy có cùi bắp, thấy có xác chuột chết, thấy có nguyên cái miếng băng keo máu me của ai rồi cũng lượm nhét cái túi, rồi có giày dép rồi về khăn giấy rồi chai lọ lon coca gì lượm bỏ vô túi thấy đã, đã lắm, lượm vô bỏ vô túi. Nhưng mà bây giờ lát sao có nguyên một cái vàng nhân viên phục vụ trắng tinh ở bên khách sạn 5 sao tới, coi như là lấy Rolls-Royce thơm phức limousine dài sọc đèn đuốc sáng choang bóng lộn rước ta về, ngâm ở trong một cái bồn coi như muốn nhiệt độ bao nhiêu thì bao nhiêu, thơm phức hoa hồng xé nhỏ rắc lên đó. Rồi có kẻ hầu người hạ thức ăn đẩy xe vô tận phòng, muốn say muốn xỉn muốn tỉnh muốn táo gì cũng được, thì có lẽ là quý vị không có can đảm mà nhảy xuống cái cống đó lần nữa nha. Và quý vị hỏi tôi thì cái ví dụ này là của tôi hay trong kinh? Dạ thưa, trong kinh nói nặng hơn chứ không phải trong kinh nói như tôi nói là ống cống, còn trong kinh nó là cái hố phân, trong kinh nó là cái hố phân, tức là vậy đó nha. Mà nó xui một chỗ đó là mình à, bữa hổm tôi nói tại sao mình có hạnh phúc và đau khổ, là vì ta còn có cái thích và ghét, chính thích và ghét nó mới tạo ra cái hạnh phúc và đau khổ. Cái chỗ này rất là sâu, tôi nói là nữa rất là sâu, chỗ này nghe phải nhớ, tại sao có hạnh phúc và đau khổ là vì có thích và ghét. Được cái mình thích thì gọi là hạnh phúc, mà bị cái mình ghét thì gọi là đau khổ. Đó, như vậy thì thích ghét nó tạo ra hạnh phúc nỗi khổ, nhưng mà vì đâu có thích ghét thì bảo tôi nói rồi, thích hay ghét là nó do ba 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 nguồn cộng lại. Một là gì ta, là tiền nghiệp đấy, tiền nghiệp có nghĩa là cái nghiệp thiện ác đời trước đẩy mình vô chỗ nào đó. Thứ hai là khuynh hướng tâm lý, và thứ ba là môi trường sống. Mình thấy thái tử thất đạt do tiền nghiệp cho nên phải sanh vô trong một cái gia cảnh mà nó cực kỳ gọi là tráng lệ, đó là tiền nghiệp. Nhưng mà kẻ cái chỗ khuynh hướng tâm lý của hoàng tử Tất Đạt hình như khác chúng ta, có đúng vậy không ta? Khác chứ, khác. Nhưng mà cái môi trường sống của thái tử Tất Đạt thì sao ta? Hơi kẹt.
29 năm mà coi như là chị là vua cha coi như là bưng bít thông tin đấy, xuyên tạc sự thật. Coi như nó là thông tin trong cung chỉ có một chiều, tất cả đều phải theo lệ phải hết. Coi như là thái tử Tất Đạt coi như có mắt như mù, có tai như điếc, có trí như bị thần kinh, coi như không biết gì trong suốt thời gian 29 năm, nó bưng bít thông tin chỉ đọc báo nhân dân thôi, tuổi trẻ có thanh niên. Rồi thì có một ngày 29 tuổi, ngài nó có dịp xuất ngoại, ngài bị xuất ngoại, ngài bị tá quả, thì ra coi như là 29 năm qua là ta là sống trong cái thiên đường xã hội chủ nghĩa, là ta thấy là hiểu sai nhiều quá, không có ý thức được cái nỗi khổ niềm đau của nhân dân quần chúng, cho nên là ngài mới bèn ngay trong cái ngày đó, là cái ngày mà đại cát đại hỷ được đứa con trai đầu lòng ra đời, nhưng mà ngài không màng nữa, là vì sao? Vì ngài đã thay đổi cái tư duy, phải nói như vậy, tôi nói giọng nghe thấy ghét rất là sự thật, ngài đã lập tức thay đổi tư duy, và dĩ nhiên là thay đổi cả tivi nữa, là bởi vì ngài không còn nhìn cái cuộc đời qua cái màn trắng đen đó, mà ngài nhìn bằng cái màu tivi, màu trung thực luôn, thay đổi tư duy và thay đổi tivi, coi như vậy mới bỏ mà đi được. Cho nên nó là cái do tiền nghiệp. Thái tử sinh ra trong môi trường nhung lụa trống, nhưng mà cái đó là cái khuynh hướng tâm lý của thái tử là không giống mình. Còn cái môi trường sống thì coi như tạm thời thái tử bị kẹt trong 29 năm, nhưng mà từ cái bữa mà một người tác và đi dạo rồi thấy được đó là cái môi trường lập tức thay đổi, lập tức thay đổi môi trường xáo trộn, môi trường sinh thái của tâm lý của tác coi như thay đổi. Và tức tốc trong đêm đó là Bồ Tát đã tìm hướng là ra đi, như là ra đi để mà tìm đường cứu mình và cứu người. Cho nên nó là từ cái chỗ tiền nghiệp rồi chi nữa khuynh hướng tâm lý và môi trường xung quanh, ba cái thứ này nó mới dẫn đến cái chuyện mình thích cái gì và mình ghét cái gì. Wow. Và như vậy tôi đã nói rất nhiều lần, có ngon làm nghiệp ác đi. Chính ác nghiệp đưa ta vào môi trường sống bất thiện, từ đó cái khuynh hướng tâm lý bất thiện của ta tha hồ phát triển trong mỗi cá nhân. Đều có hai cái bản năng thiện ác, nhớ nha, tùy vào cái môi trường sống mà ta sống nhiều với cái bản năng nào, nhớ nha, đó là mình thấy duyên khởi trùng trùng rồi đó. Chính cái ác nghiệp đó, nó đưa ta vào môi trường sống bất thiện, rồi từ đó khuynh hướng tâm lý bất thiện của ta tha hồ phát triển. Wow. Rồi bây giờ nếu mà quý vị mà hơi sáng 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 ý một chút xíu, quý vị cứ lật ngược cái này lại, lật ngược cái câu này lại nha. Chính thiện nghiệp đưa ta vào môi trường sống lành mạnh. Wow. Từ đó khuynh hướng tâm lý hướng thiện của ta tha hồ phát triển. Và cái câu đồng nghĩa là lật ngược lại thôi. Và các vị phải tin đó là sự thật. Và các vị có thể nghĩ là ông này ông đang tuyên truyền nhồi sọ tẩy não mình, bởi vì ông là vua Phật giáo, ok, nó tùy, nhưng mà tôi chỉ nói là quý vị xét là có phải như vậy không. Có nghĩa rằng người ta nói, không phải là người ta ép, người ta bóp cổ, người ta thồn giọng nhét vô cho mình để tin, nhưng mà mình nghĩ là phải. Toàn bộ thế giới này nó chỉ là hạnh phúc và đau khổ, mà hạnh phúc và đau khổ nó đi ra từ từ thích và ghét. Wow. Được cái mình thích là hạnh phúc, mà bị cái mình ghét là đau khổ. Rồi như vậy thì cái thích và ghét tạo ra đau khổ và hạnh phúc, nhưng mà cái thích và ghét ở đâu nó ra? Để nó từ từ ba cái này ra: một là tiền nghiệp, hai là khuynh hướng tâm lý, và ba là môi trường sống. Có biết bao nhiêu người cũng sinh thì cũng do tiền nghiệp mà đẩy vào cái xứ sở đó. Wow. Đẩy vào cái môi trường sống đó, nhưng mà cái khuynh hướng tâm lý thì lại không giống nhau, cho nên mỗi người một hướng đời. Nhưng mà cũng có trường hợp do cái tiền nghiệp nó đẩy mình vào hai cái hoàn cảnh sống khác nhau, hai cái môi trường sống khác nhau, nhưng mà vì khuynh hướng tâm lý của ta có chỗ giống nhau nên
ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, không biết quý vị có hiểu này không ta. Alo, một cái anh giang hồ cộm cán của xứ cạn Hải Phòng đi vào Sài Gòn gặp ngay một cái anh ở Tôn Đản, cầu Ông Lãnh, Khánh Hội, Chương Dương, ráp vô một cái nó vừa khích như là trời, là thanh mai trúc mã, thế là coi như là kết nghĩa kim lan tha hồ mà đâm chém đó. Các vị thấy chưa, một anh là giang hồ xứ cạn, một anh là giang hồ Sài Gòn, bởi vì sao, vì khuynh hướng tâm lý nó tương đồng. Nhớ cái này vô cùng và vô cùng quan trọng. Rồi nữa, mình là người Việt Nam da vàng mũi tẹt, con rồng cháu tiên cháu ngoan Bác Hồ, mà tại sao mà mình lại đi thờ Phật một cái người Ấn Độ cách mình về cả không gian lẫn thời gian xa xôi vô cùng, về thời gian là 25 thế kỷ mà coi như là về không gian là bao nhiêu ngàn cây số à, vậy mà coi như là mình gọi là mình lại bắt đầu mình học đạo là sao, là vì cái khuynh hướng tâm lý của mình. Rồi có biết bao nhiêu người nhà quê Việt Nam, coi như là nuôi tôm rồi nuôi cá bè rồi trồng trọt, đi trên đất phèn không, một ngày ngủ dậy trở thành tỷ phú, cũng uống rượu vang, cũng mang giày da và cũng du lịch nước ngoài. Các vị thấy chưa, là vì cái khuynh hướng tâm lý của họ, tiền nghiệp đẩy họ về đó, nhưng mà cái khuynh hướng tâm lý đã dìu họ về một cái phương trời khác. Rồi, nhớ nha. Cho nên các vị nhớ là mình không thể lựa nơi sanh, nhưng đôi khi mình có thể lựa nơi sống, là vậy đó, nhớ nha. Chứ không thể nào trời không có tuyệt lộ cho người có chí. Ok, như vậy thì tà kiến rồi cùng có thường và đoạn rồi. Tà kiến chia ra có hai, đó là có những thứ tà kiến mà nó chặn cái gì ta, nó chặn cái đường về trời, và có những thứ tà kiến nó chặn đường đắc đạo. Như vậy thì gom gọn là tà kiến nào, tà kiến nào đi ngược lại cái tinh thần thập thiện. Thì gọi là sắc gà vá ra na đích thị, tức là cái tà kiến mà ngăn trở cái việc sinh thiên, cái tà kiến nào mà nó đi ngược lại cái tinh thần gì ta, tinh thần mà viết thành như tình nhân mới ghê, tinh thần tứ niệm xứ, thì gọi là mắt ga vá ra na đích thị. Cái này quan trọng lắm nha, tức là tà kiến ngăn trở cái việc kiến đạo. Nhớ nha, nhớ cái này quan trọng lắm, rất là quan trọng. Rồi, dầu tà kiến hay chánh kiến cũng đều là do sự lưu tâm để ý của ta vào mọi sự trên đời. Không, lưu tâm để ý đúng cách đó, thì gọi là chánh kiến. Trong Bali có Bali cho nó sang là upa upa giá manasika đó, nhớ nha. Còn lưu tâm để ý xa cách gọi là gì ta, gọi là anupa anupa giá
Anupa Yamana Sika đấy. Cái này đó là bà con làm ơn đó là ghi cái này nè, học cái này là ghi cái bài vở trong vòng khoảng 3 năm mà làm mình thành một người Phật tử, vừa có giáo lý mà vừa được một cái lượng từ vựng Bali rất là lớn nha. Mà cái mắc cái chứng gì cái người mình bị ếm, bị chim hành ấy, bị chân lạp có thù á. Cho nên về chính trị, về tôn giáo, người Việt Nam có vấn đề nặng lắm. Mà nói ra nó thù mình, khổ vậy, mình nói mình thương, mình nói. Mà hãy nói là nó nhắc mình hận người ta, mình nói mình giảng nghe kỳ quá. Dụng kim, dụng mí, người ta nghe không ưa, mà toàn là chữ cha, mình không không có. Người ta có lòng, người ta nói. Rồi. Ok, rồi đó nha, cái đó được gọi là tà kiến đó, tà kiến đó. Rồi chánh kiến nó mấy ta, chánh kiến Pali kêu gì ta, chánh kiến Pali kêu là Samma Đế Thí, gồm có năm, nhớ nha, cái này gồm có năm. Một là Kammasakata, Sammadhi, tức là sự thấy rõ cái ly nghiệp báo mỗi người có nghiệp riêng. Đó. Trí này do học, suy tư hoặc suy tư thôi, không có hoặc suy tư mà có, nhớ nha. Rồi cái thứ hai đó, rồi số 2 cho nó sang nha, số 2 gọi là, số 2 là gì ta, số 2 là cha đấy, Samadhi hả, là cái gì ta, cái sự thấy rõ nhân quả và cái bản chất đời sống mẫu đơn ở cái mức mức gì đây, mức tương đối, qua cái khả năng của người tu tập samatha là thiền chỉ ấy. Trong lớp là tôi nghe tôi lo lắm, lo có nhiều người mà coi như là không có theo dõi á, lâu lâu nhảy vô họ thấy tôi sắm thái họ biết con gái. Số 3 gọi là vipassana, samadhi có nghĩa là sự thấy rõ cái tánh tam tướng và nghiệp lý ha, qua cái kinh nghiệm tu tập và tứ niệm xứ. Wow, trí này vẫn còn là phàm trí. Rồi cái số 4 là mắt Ga Samadhi, tức là cái tri kiến đúng đắn nhờ chứng thánh đạo. Rồi cái Phá Lá Samadhi là tri kiến có được từ cái thánh quả. Rồi nhớ nha,
Nói gọn lại, chánh kiến là trí tuệ thấy rõ hai vấn đề. Tam tướng và nhân quả trong danh sách qua ba cái trình độ văn, tư và tu. Là bạn bỏ dấu giùm nha, quý vị bỏ dấu giùm chứ còn chúng tôi không bỏ dấu, cho nên khi cái tu và tư nó giống nhau. Wow, số 2 là chữ cha, số 2 là tôi viết chữ cha, chữ 2 chữ cha nát nha, số 2 tại vì tôi viết sai đó, chính là gì? Số 2 là cha nát, chữ cha nát, trốn trốn trốn, số 2 là cha nát, xong mà thì là sự thấy rõ nhân quả và biết đời sống ở mức vượt qua khả năng người tu tập samatha. Rồi cái số 4 là biết không biết trong room có theo dõi kịp không ta? Alo, tôi giảng bao lâu tôi ngờ chậm rồi tôi đến máy, mà có lúc tôi nói rất là nhanh, kiểu giảng cái này nó hơi phản sư phạm một chút, hơi phản sư phạm mà cái bà con nghe kịp luôn. Nếu mà nghe lắng yên chứ đừng cái ngồi mà vũa móng rồi ngồi làm mặt là ngồi đánh tấn rồi coi phim Hàn Quốc rồi đó thì nó bị phong tâm dữ lắm. Nếu mà ngồi yên với cái tờ giấy trước mặt thì ok lắm nha. Nói gọn là trí tuệ, nói gọn lại chánh kiến là trí tuệ thấy hai vấn đề. Tam tướng, trời đất ơi, tam tướng là cái gì ta? Tam tướng là vô thường, khổ, vô ngã, gọi là tam tướng. Vô thường có nghĩa là mọi thứ sanh diệt chớp nhoáng, lúc về lúc khác, không có cái gì mà đứng hoài, gọi là vô thường. Còn khổ có nghĩa là không có gì đáng để gọi là hạnh phúc hết, vì hạnh phúc nó chỉ là ảo giác thôi. Còn khổ ở đây là nó có hai, khổ trên cảm giác và khổ trên bản chất. Nhớ nha, khổ chia ba đó là khác, khổ mà nói gọn có hai, khổ nói gọn á có hai. Wow, là khổ bản chất và khổ cảm giác. Khổ cảm giác á là sự khó chịu đau đớn của thân hoặc cái sự khó chịu của tâm. Nói chung nói khổ tâm sinh lý đó là khổ cảm giác. Còn cái khổ mà khổ bản chất á là cái tính bất toàn trong vạn hữu, từ chúng sinh mà đến vật vô tri. Bất toàn là sao? Bất toàn có nghĩa là không có gì mà đảm bảo được. Lúc về lúc khác gọi là bất toàn, bất toàn nha. Còn quý vị muốn đây là sẵn cái ghi Bali cho nó sang chứ không có thắc mắc với ông nữ giả ở đâu. Kha dấp thề nát anh chăng do cái sự biến diệt băng hoại của vạn vật mà gọi là vô thường. Pha dấp thì nè đúc khăn do cái tính bất toàn của vạn vật mà gọi là khổ. Sa rập thi na anatta, do cái bản chất là lắp ráp
cộng ghép không cốt lõi gọi là có hiểu không ta? Alo. Do cái bản chất lắp ráp cộng ghép không cốt lõi, thì như bây giờ mình nói mình nghe nói cái chuyện cây mình thấy nó sang lắm, mà thật ra không có. Mình cứ lột từ bè, từ bè, từ bè, từ bè ra cuối cùng thì không còn cây chuối nữa nha. Và cái gì cái áo mình tháo từng sợi chỉ cuối cùng thì không biết cái áo là cái gì nữa, nhưng mà gom hết mấy cái sợi chỉ đó lại thì ta bèn có ngay một cái áo. Cho nên ở trong kinh mới ghi thế này: phê nó bình đu mà mang ru băng, cái sắc quẩn nó giống như cái bọt nước vậy, nó thấy vậy nhưng mà bóp tới là nó vỡ nha. Quê đó nà bóp bó lu bò mè, có thợ quẩn thì nó giống như là cái bọt nước. À, xin lỗi, phê nó bình đu là bọt nước, còn cái kia là cái bong bóng nước, một cái bọn cái bong bóng là quý vị thấy con nít mà nó chấm cái ống vô trong 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 nước xà phòng á, rồi nó thổi lên cái trong trong biết đó không ta? Alo, các vị có biết đó không? Sắc quẩn như bọt nước, thọ quẩn như bong bóng xà phòng. Quê đó na bất đồ ma đi với cùng ma sa nha. Tưởng quẩn giống như hoa nắng, hay là đốm nắng, à, hoa nắng đúng hơn, hoa nắng. Không biết trong rừng biết hoa nắng không ta? Chắc trưa quý ông trời nóng, mùa hè nóng á, quý vị nhìn ở trên trên mặt đường quý vị thấy có cái gì nó rưng 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 á, nó nhảy tinh khổ quá. Trong rừng này rất là người châu nào đó biết đi nghĩa đi xa, có tiếng Việt không biết kêu đó cái gì. Trời nóng á, mình nóng cái mình nhìn mình thấy trên mặt lộ hoặc trên mặt trên cái mui xe mà nó đang đậu á, mui xe mà cái bãi bãi parking á, mình thấy ở trên cái mui xe nó có một cái lớp khí mà nó lớp khí mà mình thấy nhìn bằng mắt nó hơi trong trong mà nó nhảy đớm nắng. À, rồi cái gì nữa ma gì quên, sankhara karalukama là hành quẩn thì giống thân cây chuối. À, lột lột riết không còn gì hết. Và thức quẩn ma đi quên sankhara ma như mày bây giờ đang thức quẩn thì giống như trò ảo thuật, có nghĩa là thấy đã lắm nhưng mà không có gì hay hết. Nó không có gì có thật hết. Nó lấy tờ 1 đô la rồi nó xé ra rồi nó nhai nhai nuốt, nó nhả cái pẹt ra cái này ra tờ 100. Mình thấy nó đã thiệt hay thiệt, nhưng rồi mà là rồi nó làm lòng vòng nó bỏ miệng nhai nhai nó phun ra lại thì cũng trở lại 1 đồng. À, mình ham quá mà mình có thể mình tin, nhưng mà mình tự hỏi lòng mình một câu đơn giản: nếu mà nó có khả năng nó biến cái tờ 1 đồng mà thành 100 thì nó đâu có cần mình đi biểu diễn chi, nó mệt muốn chết luôn. Các vị thấy không, đó là một lý luận rất là đơn giản thôi. À, một lý luận rất là tiểu học nha, tức là nếu mà họ có thể biến 1 đồng mà thành 100 đồng thì họ đâu đi làm chi. Nếu họ ở nhà nó ăn là nó cứ phè đó, là nó ngồi nó biến thôi. À, nó biến từ sáng tới chiều rồi nó có biết bao nhiêu tiền nha. Mà đằng này nó phải đi dãi nắng dầm mưa rồi bị người ta nói châm nói chích dè biểu xúc phạm làm tổn thương đủ điều hết. À, rồi tưởng sao lấy chút ít tiền xu tiền cắt về sống đây lắm qua ngày biểu diễn rồi sang ngày, chứ còn tối thì ăn bị gói le lưỡi luôn nha. À, nó là nó gọi là ảo thuật là vậy đó, tức là thấy nó vậy mà không phải vậy nha. Rồi trời, nó có hết giờ rồi, hay quá. Alo, bây giờ là mình mới học vừa tà kiến, cái kiến ngày mai mình học tiếp. Chúc các vị một ngày vui và không ai nhắc cho tôi, hèn chứ tôi nghe mệt mà tôi không biết tại sao bây giờ tôi liếc mắt tôi thấy rồi. Idam me yatinam bhūtu sukhitā hontu ñattayo. Idam me yatinam bhūtu sukhitā hontu ñattayo. Idam me yatinam
chita hôn tu nhata yo idam me punyam asava